Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 11 của bộ truyện Mục Tổng, Cưng Chiều Mình Em. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 11. Mỗi lần em gặp khó khăn, anh đều trơ mắt nhìn em đi vào đường cùng. Bây giờ còn muốn kết hôn với Hàn Tú Viện. Anh luôn miệng nói quan tâm đến em. Em cũng rất cảm ơn anh. Nhưng có lúc em thực sự không biết là anh đang nghĩ gì nữa. Kiều Mạn, em phải tự mình đối mặt với hiện thực này. Em phải hiểu được, chỉ có người tâm trí kiên định, thông minh quyết đoán thì mới có thể đạt được thành công. Một người tràn ngập tình yêu như em, kết quả chỉ khiến bản thân đầy thương tích mà thôi. Trong Mục Bắc Thừa rất sắc sảo, hai tròng mắt sắc bén như chim ưng, nhíu mắt hỏi: "Vậy em còn cần suy nghĩ nữa không?" Một buổi nói chuyện với ngài Mục còn hơn cả 10 năm đọc sách. Mục Bắc Thừa im lặng. "Chờ anh cưới em." Câu nói sau đó của Kiều Mạn khiến đôi môi mỏng của người đàn ông hơi nhích lên. "Được." Mục Bắc Thừa ôm cô vào lòng. Sau bữa tối, Hàn Tú Viện vẫn ôn hòa với Kiều Mạn như thường lệ, vẫn ân cần chăm sóc cô, không có ý oán giận cô gì cả. Sau khi Kiều Mạn quay về phòng, nhìn khuôn mặt của người phụ nữ nói: "Bớt bớt lại đi, nơi này đã không còn có ai cả, không cần phải diễn nữa. Mau thu lại sắc mặt của cô đi." Cô không nói rằng thật ra Mục Bắc Thừa đã biết bộ mặt thật của cô ta rồi, không cần phải diễn nữa, vì cô ta thấy không mệt. Vậy cứ để cho cô ta diễn cho đã đi, dù sao cô cũng không phối hợp. Cô định gội đầu để đi ngủ. Mấy ngày nay cô không thể tắm. Cô liếc nhìn Hàn Tú Viện đang say ngủ rồi đi vào phòng tắm. Khi cô đang gội đầu, loáng thoáng nghe thấy có tiếng động gì đó. Nhưng khi cô quay đầu lại thì không có gì cả. Chẳng nhẽ là mình nghe lầm. Nhưng khi cô vừa gội đầu xong, đang định bước ra khỏi phòng tắm thì bị trượt chân. Trong nháy mắt cô ngã mạnh xuống đất, khuỷu tay bị chảy máu. Trong phòng, Hàn Tú Viện nằm ở trên giường nhìn trần nhà. Sau khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thì cười đầy đắc ý. Dám đấu với cô ta, đúng là tự tìm đường chết mà. Một lúc sau, Kiều Mạn đứng dậy, rõ ràng là có thứ gì đó dưới đất. Cô dùng tay lau chùi, rồi lại đưa lên mũi ngửi. Đó là hỗn hợp dầu ô liu và nước xà phòng. Đương nhiên Kiều Mạn biết ai đã làm chuyện này. Muốn dùng cách này để dạy cho cô một bài học à? Được, giỏi lắm. Hàn Tú Viện đã sử dụng cách này để khiến Kiều Mạn ngã chết. Tất nhiên, nếu cô không ngã chết thì cũng bị gãy xương nặng. Cũng may lúc Kiều Mạn ngã xuống đã không đưa tay ra, nếu không chắc chắn sẽ bị gãy xương. Hàn Tú Viện giả vờ tỉnh giấc, mở cửa phòng tắm và hỏi: "Kiều Mạn, em không sao chứ?" "Trời ơi, sao lại ngã sõng xoài như vậy hả?" Cô ta gằn từng tiếng, lộ ra vẻ khinh thường và chế giễu. Mông và lưng dưới của Kiều Mạn bị đau, cô kiên quyết đứng dậy, không cam lòng yếu thế. "Bởi vì luôn có kẻ tiểu nhân muốn hãm hại tôi." Nhưng khi Kiều Mạn nói những lời này, cô đã từ từ lùi lại, còn Hàn Tú Viện không chú ý đến điều này. "Xem tôi xé rách miệng của cô." Hàn Tú Viện tức giận đến đỉnh điểm, vừa mới bước tới thì trong nháy mắt bị trượt chân, cả người ngã xuống đất. Mức độ của cú ngã này không nhẹ hơn của Kiều Mạn là bao. Sau khi Kiều Mạn nghe thấy tiếng hét chói tai của Hàn Tú Viện, cô chậm rãi đi đến bên cạnh cô ta, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt méo mó vì đau đớn của cô ta. "Hàn Tú Viện, đây là báo ứng của cô." Kiều Mạn ngáp một cái, vòng qua cơ thể của cô ta rồi trở về phòng. Dáng vẻ kiêu ngạo của Kiều Mạn khiến Hàn Tú Viện nổi điên. Cô ta cảm giác xương chậu của mình sắp vỡ vụn. Cô ta dùng sức đứng dậy, khuỷu tay cũng bị chảy xước chảy máu. "Kiều Mạn, cô cứ chờ đó, tôi nhất định sẽ khiến cô chết thảm." Hàn Tú Viện cắn răng, trong mắt hiện lên lửa giận. Kiều Mạn xử lý vết thương xong thì đi ngủ. Ngày hôm sau, trong lúc dùng bữa sáng, hai người phụ nữ giả vờ như không có chuyện gì, không ai mở miệng nhắc đến chuyện ở phòng tắm tối ngày hôm qua. Đương nhiên Hàn Tú Viện không muốn Mục Bắc Thừa biết cô ta đang làm gì. Kiều Mạn cũng không muốn già mồm cãi láo. Chuyện giữa cô và Hàn Tú Viện cô có thể tự mình giải quyết. Mục Bắc Thừa nói rất đúng, có rất nhiều chuyện cô cần phải tự mình trải nghiệm và tự giải quyết. Sau khi ăn sáng xong, hai người lần lượt trở về phòng. Hàn Tú Viện nhìn Kiều Mạn ngồi trên cửa sổ vẽ bản thảo vẽ thiết kế, vừa thay quần áo vừa hỏi: "Kiều Mạn, lát nữa có đến suối nước nóng không?" "Suối nước nóng?" Kiều Mạn đột nhiên nhớ rằng trên đường đến Sơn Trang Hồ Khiếu, Mục Cảnh Liên đã nói nơi này có một con suối nước nóng tự nhiên.
Tuy nhiên, cô cần lên ý tưởng cho thiết kế. Vì vậy, cô bình tĩnh nói. Không đi. Hiện tại sức khỏe của cô không thể ngâm suối nước nóng. Hơn nữa, cho dù không đi, Mộ Bắc Thừa cũng sẽ biết nguyên nhân. Hàn Tố Viện trả lời lại, nhưng trong mắt cô ta lóe lên một sự tính toán. Thực ra Kiều Mạn không đi đã hoàn toàn nằm trong dự đoán của cô ta. Nghĩ tới đây, khóe miệng cô ta hiện lên một nụ cười. Hàn Tú Viện quấn một cái khăn tắm màu trắng, buộc hờ mái tóc rồi đi dép lê rời khỏi phòng. Một con suối nước nóng tự nhiên lộ thiên rất to. Mục Bắc Thừa và Mục Cảnh Liên ể oải ngâm mình trong suối, nhắm mắt dưỡng thần. Tiếng bước chân ngày càng gần, một bóng hình xinh đẹp đi tới. Người phụ nữ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, dáng người nở nang gợi cảm, thân hình nuột nà và đôi chân thon dài, chắc chắn là một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Cô ta bước đi nhẹ nhàng, trên khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười ngọt ngào thẹn thùng. Người phụ nữ xinh đẹp khiến đàn ông không thể rời mắt. Không ngờ cô Hàn luôn dịu dàng thục nữ, lại lẳng lơ quyến rũ như vậy. Mục Cảnh Liên vừa nhìn thấy Hàn Tú Viện đã không nhịn được mà trêu chọc. Phải công nhận rằng Hàn Tú Viện là một trong những phụ nữ xinh đẹp nhất, cho dù là khuôn mặt hay là dáng người đều rất hoàn mỹ. Mục Bắc Thừa không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, anh vẫn nhắm mắt dưỡng thần, hai tay vẫn đặt lên thành bể. Vốn dĩ anh không có hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào, huống chi anh còn từng tận mắt chứng kiến cảnh người phụ nữ của anh suýt bị cô ta nhấn nước chết. Không cần phải nói cũng biết Hàn Tú Viện tức giận thế nào trước phản ứng của Mục Bắc Thừa. Nhưng trước khi đến, cô ta đã hạ quyết tâm rồi. Mặc kệ thái độ của anh đối với cô ta như thế nào, cô ta cũng phải thực hiện được kế hoạch của mình. Hàn Tú Viện nghĩ như vậy, bèn nở một nụ cười quyến rũ với Mộc Cảnh Liên, chậm rãi trượt từ bên cạnh bể suối nước nóng xuống. Sau đó cô ta chậm rãi đi tới ngồi xuống bên cạnh Mục Bắc Thừa, nhỏ nhẹ nói. Bắc Thừa, mẹ em vừa mới gọi điện thoại, nói muốn nhìn thấy chúng ta ở cùng với nhau. Anh có thể giúp em dàn xếp không? Em nghĩ cần phải giấu chuyện chúng ta hủy bỏ hôn ước thêm một khoảng thời gian nữa. Em cần tìm cơ hội thích hợp để nói cho họ biết. Dù sao nếu như em nói chuyện này, chắc chắn họ sẽ qua đây, khó tránh khỏi anh và Kiều Mạn thêm rắc rối. Nhưng anh yên tâm, chờ hết kỳ hạn bác trai cho chúng ta, em sẽ lập tức về nhà. Hàn Tú Viện nhìn người đàn ông với vẻ mặt nghiêm túc. Cô ta cố ý nói rằng sợ bố mẹ cô ta biết chuyện sẽ bay về đây để gây rắc rối cho Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn. Cô ta ném chuyện này ra chính là muốn cho người đàn ông không thể từ chối. Mục Bắc Thừa mở mắt ra, sắc mặt không hề thay đổi, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Tuy nhiên, một khi cha mẹ của Hàn Tú Viện biết chuyện hủy bỏ hôn ước, chắc chắn họ sẽ đến gây rối. Hơn nữa, anh không muốn Kiều Mạn lại bị tổn thương. Hàn Tú Viện thấy Mục Bắc Thừa mãi mà không trả lời, biết lời nói của mình đã có tác dụng. Vậy bây giờ em sẽ gọi video cho mẹ, để cho bà ấy nhìn thấy chúng ta đang ở cùng với nhau, coi như em đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh không cần phải nói gì cả, chỉ cần để mẹ em nhìn thấy chúng ta ở cùng nhau tắm suối nước nóng là được rồi. Mục Cảnh Liên nghe thấy Hàn Tú Viện nói như vậy, trong lòng không khỏi cười nhạo, đứng dậy rời khỏi suối nước nóng. Anh ta đã quá lười để xem con điếm tâm cơ biểu diễn trước mặt chú hai của mình. Hàn Tú Viện nhìn thấy Mục Cảnh Liên rời đi, lại càng thêm lớn gan cười nói. Vậy em sẽ gọi video cho mẹ, làm phiền anh. Nói xong, cô ta nóng lòng lấy điện thoại di động gọi video với mẹ đang ở nước ngoài. Ngay sau đó, video được kết nối. Hàn Mục ở đầu dây bên kia nhìn thấy con gái mình cùng với Mục Bắc Thừa tắm suối nước nóng thì cười đắc ý. Tiểu Viện, con và Bắc Thừa đang tắm suối nước nóng với nhau à? Hàn Tú Viện ngượng ngùng cười, gật đầu, sau đó dùng điện thoại di động quét một vòng xung quanh, lại quay vào mình và Mục Bắc Thừa. Chỉ có con và Bắc Thừa. Anh ấy cố ý dẫn con đi tắm suối nước nóng. Mẹ đừng lo, anh ấy rất tốt với con. Bà Hàn là một người phụ nữ xinh đẹp và đoan trang. Khi biết con gái lớn của mình rất hạnh phúc thì bà ta rất yên tâm. Bắc Thừa đúng là một người đàn ông tốt. Bắc Thừa à, Tiểu Viện từ nhỏ đã bị cha nó chiều hư rồi. Nếu con bé có chỗ nào không phải thì cháu hãy bỏ qua cho nó. Hàn Tú Viện thấy tình hình như vậy, chậm rãi di chuyển thân thể, trong nháy mắt giả bộ ôm Mục Bắc Thừa. Cô ta cười nói, mẹ đừng nói nữa, con thì có chỗ nào không tốt chứ. Bà Hàn cười nhìn cô con gái lớn mà bà ta tự hào nhất. Vì chồng muốn có con trai nên bà ta đã sinh tận 4 cô con gái, nhưng vẫn không có một mụn con trai nào. Con gái của bà ta được Mục Bắc Thừa thích, đương nhiên bà ta rất vui vẻ.
Ừ, nhìn thấy hai đứa thương yêu nhau như vậy, mẹ cũng rất an tâm. Được rồi, mẹ phải đến trụ sở đưa tài liệu cho bố con. Nói chuyện sau ha. Điện thoại bị tắt, Hàn Tú Viện quay qua nhìn người đàn ông, cười nói. Cảm ơn anh đã giúp em. Cô ta cách người đàn ông rất gần, nếu không cẩn thận hai người có thể dựa sát vào nhau. Mục Bắc Thừa thấy vậy, có một loại cảm giác kích động muốn rời khỏi suối nước nóng. Trước đây anh không để bất kỳ người phụ nữ nào đến gần mình, nhưng bây giờ nỗi ám ảnh về sự sạch sẽ đối với phụ nữ đã cải thiện rất nhiều. Có vẻ như liều thuốc của Kiều Mạn đã giúp anh trở lại con đường của những người bình thường. Mục Bắc Thừa thu hồi suy nghĩ, lạnh giọng nói. Chỉ một lần này, về sau đừng làm phiền thôi. Sau khi bỏ lại những lời này, anh lạnh lùng đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Lúc này Hàn Tú Viện mới thực hiện một hành động táo bạo, vươn tay từ phía sau ôm lấy người đàn ông. Bắc Thừa, em yêu anh, cho em làm người phụ nữ của anh được không? Khuôn mặt vốn đã lạnh lùng của một Bắc Thừa lúc này hoàn toàn không vui. Hàn Tú Viện, cô cảm thấy cứ hết lần này đến lần khác làm như vậy là thú vị lắm hả? Trước khi tôi hất tay của cô ra, mau buông tay ra. Anh không bao giờ đánh phụ nữ, nhưng điều đó không có nghĩa là không có ngoại lệ. Hàn Tú Viện hoàn toàn không quan tâm đến lời cảnh cáo của người đàn ông. Cô ta vẫn ôm chặt lấy Mục Bắc Thừa, dựa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào lưng anh, nhẹ nhàng nói. Bắc Thừa, em thực sự rất yêu anh. Anh đừng đẩy em ra. Em chỉ đơn giản muốn làm người phụ nữ của anh, không liên quan đến lợi ích hôn ước gì cả. Em không hy vọng xa vời làm người phụ nữ được anh cưới hỏi đàng hoàng, cũng không mong anh sẽ ở bên cạnh em cả đời. Em chỉ muốn dâng hiến 20 năm mà em trân quý cho người đàn ông em yêu thương mà thôi. Tâm nguyện nho nhỏ này của em, anh không thể giúp em hoàn thành được sao? Yên tâm đi, sau này em sẽ không quấy rầy anh, cũng sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu. Cô ta trìu mến dựa vào lưng người đàn ông, cố gắng dùng cách của mình để khiến anh đổi ý. Chỉ cần là một người đàn ông trưởng thành thì sẽ không thể cưỡng lại sự quyến rũ của cô ta. Nhưng cô ta đã dùng chiêu này nhầm người rồi. Bộc Bắc Thừa không phải là người đàn ông không có năng lực tự chủ. Ngay cả khi bệnh của anh đã được chữa khỏi, anh cũng sẽ không để mình chạm vào người phụ nữ khác ngoài Kiều Mạn. Anh không hề khách sáo, hất tay Hàn Tú Viện ra. Cô Hàn, trái tim và con người của tôi chỉ thuộc về Kiều Mạn. Hành vi của cô như vậy chỉ khiến người ta thấy ghê tởm. Sau khi nói xong, anh dứt khoát bỏ đi. Đây là lần đầu tiên anh công khai tình yêu của mình với người phụ nữ nhỏ bé cho người khác biết. Anh bước đi dứt khoát đến nỗi mãi một lúc lâu sau Hàn Tú Viện vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Từ nhỏ cô ta chưa từng bị đàn ông nào cự tuyệt, nhưng Mục Bắc Thừa lại cự tuyệt cô ta hết lần này đến lần khác. Mà lần này anh lại nói mình chỉ thuộc về Kiều Mạn, khiến cô ta cảm thấy vô cùng nhục nhã. Trong mắt cô ta ngập tràn đầy sự ghen tị. Vốn dĩ cô ta cho rằng Mục Bắc Thừa đã có ý với mình nên mới khiến cô ta như con thiêu thân lao vào đầu lửa. Nhưng cô ta không ngờ rằng lần đầu tiên trong đời mình lại trải qua cảm giác thất bại như vậy. Hình ảnh Mục Bắc Thừa cho Kiều Mạn uống thuốc chợt lóe lên trong đầu cô ta. Có thể tưởng tượng được con khốn đó quan trọng với anh đến nhường nào. Không thể tưởng tượng được Hàn Tú Viện lại bị một người đàn ông từ chối. Rốt cuộc thì cô ta thua kém Kiều Mạn ở điểm nào, dáng người xấu hay mặt mũi xấu? Chẳng có đàn ông nào không ăn thịt. Cô ta không tin Mục Bắc Thừa chỉ yêu mỗi Kiều Mạn. Hàn Tú Viện trút hết nỗi tức giận trong lòng ra, hai tay đập mạnh xuống suối nước nóng, khuôn mặt vốn xinh đẹp trở nên cực kỳ hung ác đáng sợ. Cùng lúc đó, trong phòng, Kiều Mạn đang tập trung vẽ bản thảo thiết kế. Không biết trong suối nước nóng đã xảy ra chuyện gì. Khi cô đang tập trung, một bóng đen bao lấy cô. Ngay sau đó, một bàn tay to lớn đưa ra trước mặt cô. Anh Thừa, anh đây là... Cô nhìn bàn tay đang mở rộng của người đàn ông. Một viên kẹo màu hồng hiện ra trước mắt cô. Kể từ ngày hôm qua, sau khi được anh dạy cho một bài học, Kiều Mạn đã thay đổi rất nhiều. Vị ô mai, giọng nói trầm ấm của người đàn ông theo anh ngồi xuống. Kiều Mạn cầm lấy viên kẹo trong lòng bàn tay anh, nhanh chóng bóc lớp vỏ kẹo ra, cho viên kẹo vào miệng, rất nhanh đã để lộ ra vẻ mặt ngọt ngào. Mục Bắc Thừa ghé sát gương mặt tuấn tú làm điên đảo của chúng sinh vào người cô. Lát nữa để anh lái xe đưa em đến trung tâm thành phố ăn cơm. Em chỉ có thể đồng ý, không được từ chối. Cô đáp lại, sau đó nghi ngờ hỏi. Anh không đi suối nước nóng à?
Mục Bắc Thừa hơi nheo mắt lại, giọng nói êm ái như tiếng đàn cello, không trả lời mà hỏi ngược lại. Thì ra em biết Hàn Tú Viện đến suối nước nóng tìm anh. Ôm bắp yêu thương, anh cố tình nhấn mạnh âm cuối, mang theo một sức lôi cuốn kỳ lạ. Đúng là trước đây cô đã hết lần này đến lần khác đầy Hàn Tú Viện cho anh, nhưng bây giờ cô sẽ không. Kiều Mạn vươn tay xoa xoa khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, bình tĩnh nhìn anh. Người đàn ông của em sẽ dễ dàng bị phỏng tay trên như vậy sao? Em rất tin tưởng anh. Cô không còn đẩy người đàn ông trước mặt ra xa nữa, cô cũng đã nghĩ kỹ rồi. Rất nhiều chuyện người đàn ông sẽ dựa vào bản lĩnh của mình để giải quyết. Mục Bắc Thừa vô cùng hưởng thụ sự thay đổi của cô gái nhỏ, cong môi nói. Em tin tưởng anh như vậy sao? Chờ em khỏe lại, chúng ta cùng nhau đi xuống nước nóng nhé. Nếu không phải tại trước đó anh đã quá nghiêm khắc với cô, thì hôm nay đã có thể cùng cô gái nhỏ ngâm mình trong suối nước nóng rồi. Trước đây anh làm việc chưa bao giờ hối hận, nhưng từ khi ở bên Kiều Mạn, anh lại cảm thấy hối hận hết lần này đến lần khác. Kiều Mạn buông hai tay xuống, nghiêm túc nói với người đàn ông. Ừ, nhưng em có chuyện muốn nói với anh, hy vọng anh sẽ đồng ý. Đây là lần đầu tiên Mục Bắc Thừa nhìn thấy cô gái nhỏ nghiêm túc nhìn mình như vậy. Được, em nói đi, chỉ cần anh làm được, anh nhất định sẽ đồng ý. Em muốn trước khi anh hủy bỏ hôn ước với Hàn Tú Viên, đừng công bố chuyện của chúng ta ra ngoài. Không phải là em sợ thân bại danh liệt, em không muốn trở thành bạch lang thứ hai. Đôi mắt thâm thúy của Mục Bắc Thừa khóa chặt người phụ nữ nhỏ bé trước mặt. Được, anh hứa với em. Một thời gian trước, anh mới biết được tất cả mọi chuyện của nhà họ Kiều, đặc biệt là người bạn thân nhất của Kiều Mạn, người đã phản bội người phụ nữ nhỏ bé. Sau khi Kiều Mạn nghe những lời đó, cô ôm lấy người đàn ông trước mặt, sẽ không do dự tình cảm với anh nữa. Anh vuốt ve lưng cô, cảm giác ấm lòng, nói. Thấy em cuối cùng cũng mở lòng với anh, chấp nhận mối quan hệ của chúng ta, anh rất vui. Giọng điệu của anh tràn đầy yêu chiều dành cho người phụ nữ nhỏ bé. Động tác của anh càng giống như những người yêu nhau hơn. Kiều Mạn cảm thấy ở bên một người đàn ông như thế này thật giống một đôi tình nhân. Mục Bắc Thừa ghé sát vào tai cô, khàn khàn nói. Ngày mai chúng ta đi chụp ảnh cưới đi. Vẻ mặt của Kiều Mạn rất bối rối, nắm lấy cánh tay của người đàn ông đã đứng dậy. Anh Mục, anh đùa với em có phải không? Em gọi anh là gì? Mục Bắc Thừa hơi nheo mắt lại, chờ đợi người phụ nữ nhỏ bé trả lời. Kiều Mạn mỉm cười, nhìn người đàn ông nói. A Thừa. Mục Bắc Thừa nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, anh đưa tay xoa đầu cô. Anh cố nén dục vọng với cô. Anh đi thay đồ, em cũng mau đi thay đồ đi. Nói xong, không cho cô có cơ hội nói, người đàn ông đã đi ra khỏi phòng. Anh sợ bản thân không khống chế được, nhanh chóng rồi đi mới là cách yêu tốt nhất với người phụ nữ này. Kiều Mạn nhìn theo bóng lưng người đàn ông rời đi trước khi cô nhận ra rằng cô không có câu trả lời nào về việc chụp ảnh cưới. Thôi vậy, nếu anh muốn chụp ảnh thì cô chỉ cần nghe theo anh là được. Mà Hàn Tú Viện trốn ở ngoài cửa đã nghe thấy rất rõ ràng. Lòng tự trọng của cô ta bị đả kích nặng nề. Không ngờ Mục Bắc Thừa vừa từ chối cô ta xong, sau lưng lại đi tìm Kiều Mạn bày tỏ tình cảm rồi. Bọn họ muốn chụp hình cưới ư? Được lắm. Đúng lúc trên tay cô ta có tấm hình trước đó của họ, một tấm hình lớn. Cô ta phải tiêu diệt hoàn toàn Kiều Mạn, khiến cô bị mọi người phỉ nhổ. 20 phút sau, Kiều Mạn đã thay quần áo xong, cô vội vàng đi xuống lầu, ra khỏi biệt thự. Lúc này, Mục Bắc Thừa đã đứng trước xe, hút một điếu thuốc chờ cô. Khi nhìn thấy người phụ nữ nhỏ bé bước ra, anh vội vàng dập tắt điếu thuốc trên tay, rồi mở cửa bên ghế lái phụ ra. Kiều Mạn đến gần, ưu nhã ngồi vào trong xe. Tối nay em đãi anh một bữa thịnh soạn. Em đãi anh một bữa thịnh soạn. Ừ, em định dùng thẻ ngân hàng anh đưa cho em trước đây. A Thừa, tùy anh chọn món, muốn ăn gì cũng được. Dù sao em cũng là mượn hoa cúng Phật thôi. Kiều Mạn mỉm cười với người đàn ông, dáng vẻ vô cùng thoải mái tự tại. Em có biết anh thích ăn gì nhất không? Mục Bắc Thừa cúi sát người vào cô, nhìn cô gái bé nhỏ. Đầu óc Kiều Mạn nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm được đáp án. Em thực sự không biết anh thích ăn gì. Anh nói cho em biết đi, anh thích ăn gì nhất? Mục Bắc Thừa cười xấu xa, ghé sát vào tai cô gái nhỏ, dịu dàng nói. Ăn em. Kiều Mạn cạn lời,
Xem như cô đã hiểu, bây giờ Mục Bắc Thừa lái xe rất thành thạo. Cuối cùng, Kiều Mạn đưa Mục Bắc Thừa đến một trong những nhà hàng đắt tiền nhất ở trung tâm thành phố. Không gian trong nhà hàng rất lịch sự tao nhã. Khi bước vào nhà hàng, chợt nghe thấy tiếng nghệ sĩ Dương Cầm chơi bản nhạc Khoảnh Khắc Vĩnh Cửu. Bít tết và ngan ngỗng ở đây rất ngon. Có muốn thêm hai phần salad trứng cua và súp nấm không? Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa ngồi đối diện nhau, lật xem thực đơn rồi hỏi. Bánh ngọt ở đây cũng rất ngon. Cô vừa gọi món vừa hỏi ý kiến của người đàn ông. Anh thấy người phụ nữ thay đổi rất nhiều, trong lòng rất vui. Sau đó Mục Bắc Thừa nói với người phục vụ. Cho chúng tôi hai phần hoàng kim. Người phục vụ sững sờ một lúc rồi mới trả lời. Kiều Mạn nhận ra điều gì đó. Sau khi người phục vụ rời đi, cô không nhịn được hỏi. Không phải nhà hàng này dưới trướng của Mục Thị à? Mục Bắc Thừa thấy dáng vẻ kinh ngạc của Kiều Mạn thì lắc đầu nói. Không phải. Không phải thì tốt. Em cũng không muốn mời anh một bữa mà còn bị chặn ngay họng. Một tay Kiều Mạn chống cằm hỏi. Chúng ta còn cần một chai rượu Lafite nữa. Mục Bắc Thừa không phản đối, gật đầu với cô. Kiều Mạn đột nhiên nhớ tới chuyện chụp ảnh cưới. À đúng rồi, sao đột nhiên anh lại muốn chụp ảnh cưới với em vậy? Vừa hỏi, khóe mắt Kiều Mạn đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Đảo mắt nhìn, quả nhiên cô không nhìn lầm. Hai bóng người lọt vào tầm mắt của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang vui vẻ của Kiều Mạn đột nhiên lạnh như băng. Bởi vì người cô nhìn thấy không ai khác, đó chính là bố cô, Kiều Vạn Lễ và Bạch Lăng cùng với cái bụng bầu của cô ta. Kiều Vạn Lễ mặc một bộ vest màu xanh đậm, đầu tóc gọn gàng, là một người đàn ông trung niên phúc hậu nhưng không hề mất đi vẻ quyến rũ. Ông ta ở bên người phụ nữ mình yêu thương nhất. Bạch Lăng rất tình cảm ôm cánh tay của Kiều Vạn Lễ. Hai người vừa đi vào nhà hàng vừa cười vừa nói. Ông xã, đồ ăn của nhà hàng này rất ngon. Còn có món bít tết tiêu đen mà anh thích nhất. Vừa xuống máy bay là em dẫn anh tới đây ngay. Bạch Lăng vừa nói vừa quan sát môi trường xung quanh. Ánh mắt cô ta nhanh chóng nhìn trúng vị trí của Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa. Thật trùng hợp, ánh mắt của cô ta chạm phải Kiều Mạn. Trong mắt của Kiều Mạn đầy lạnh lùng, còn Bạch Lăng lại vô cùng đắc ý. Cô ta vội vàng cong môi nhìn Kiều Vạn Lễ, giả bộ vui vẻ nói. Ông xã, anh nhìn xem, đó không phải là Mạn Mạn và cậu hai Mục sao? Kiều Vạn Lễ nghe vậy thì nụ cười cứng đơ, nhìn theo ánh mắt của Bạch Lăng, đúng là Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa. Không đợi cho Kiều Vạn Lễ có thể phản ứng, Bạch Lăng đã buông tay ông ta ra và tao nhã đi về phía họ. Rất nhanh, Bạch Lăng đã đến bên cạnh Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa. Mạn Mạn, cậu hai, trùng hợp quá, không ngờ lại gặp được hai người ở đây. Bạch Lăng nói xong, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Mục Bắc Thừa, ý vị thâm trường nhìn người đàn ông. Sao hai người lại ở cùng với nhau vậy? Câu nói này hoàn toàn lại có một ý khác. Giác quan thứ 6 của phụ nữ đã khiến cô ta ngửi được mùi bất thường. Kiều Mạn xa xầm mặt mũi. Mục Bắc Thừa không hề khách sáo đứng lên, đi đến bên cạnh người phụ nữ nhỏ bé ngồi xuống. Thái độ vô cùng ghét bỏ Bạch Lăng. Bạch Lăng không quan tâm đến điều này. Ngược lại, cô ta cảm thấy hành vi của người đàn ông này khiến nỗi nghi ngờ của cô ta càng sâu sắc hơn. Khi Kiều Vạn Lễ nhìn thấy người phụ nữ mình yêu bị ghét bỏ thì tức giận đi đến bên bàn ăn, nói. Tiểu Lăng, chúng ta đi. Đừng chứ, chúng ta vừa về nước đã gặp được Mạn Mạn, lại còn có cậu hai. Người một nhà cùng với nhau ăn cơm đi. Ông xã, anh mau ngồi xuống, càng đông càng vui chứ sao nè. Bạch Lăng làm ra vẻ ngây thơ. Kiều Vạn Lễ nhìn người phụ nữ mình yêu, chỉ có thể bất lực ngồi xuống. Kiều Vạn Lễ liếc nhìn con gái ngồi đối diện. Hai bố con đã vì Bạch Lăng mà quay lưng lại với nhau. Kiều Mạn không ngờ rằng bố mình lại nuông chiều Bạch Lăng đến mức này. Mục Bắc Thừa quay qua liếc nhìn người phụ nữ bé nhỏ bên cạnh, phát hiện trên mặt cô viết hai chữ không vui. Cậu hai, chiếc nhẫn này đẹp quá, anh mua ở đâu vậy? Bạch Lăng vừa nói vừa nắm lấy tay Mục Bắc Thừa đang đặt ở trên bàn ăn. Trong nháy mắt xảy ra cảnh tượng này, Kiều Mạn thực sự muốn giết chết Bạch Lăng. Tại sao lúc trước cô lại tin nhầm người như thế? Cô thực sự có một loại cảm giác muốn tự móc mắt mình ra. Thấy Mục Bắc Thừa không buông tay, Bạch Lăng nhân cơ hội nhìn chiếc nhẫn, chạm vào tay Mục Bắc Thừa. Lần này, Bạch Lăng đang dương dương tự đắc, đã bị một chén cốc nước hất vào mặt. Bạch Lăng theo bản năng buông tay Mục Bắc Thừa ra, vô thức dùng khăn ăn lau nước trên mặt.
Kiều Văn Lễ đang ngồi cạnh Bạch Lăng cũng kinh ngạc trước tình huống đột ngột này, sau đó ném ánh mắt trách móc về phía Kiều Mạn đang ngồi đối diện. Tiếng hét bất ngờ của Bạch Lăng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều thực khách. Kiều Vạn Lễ càng cảm thấy mất mặt, tức giận nói: Mạn Mạn, sao mày lại đối xử với Tiểu Lăng như thế hả? Mày dám hất nước vào mặt cô ấy ngay ở trước mặt đông người như thế à? Nói gì thì cô ấy cũng là bề trên của mày đấy. Từ nhỏ Kiều Vạn Lễ đã luôn được nổi tiếng là nô lệ của con gái mình, nhưng bây giờ ông ta vì Bạch Lăng mà trở mặt với con gái. Giờ đây trong lòng ông ta chỉ có Bạch Lăng điềm đạm đáng yêu mà thôi. Đừng nói là bị tạt nước vào mặt ở chốn đông người, cho dù là một câu nói nặng ông ta cũng không cho phép. Bề trên, loại người nói ra những lời ghê tởm này cô ta không biết xấu hổ. Ông quen, chứ tôi thì không quen. Lúc này người phục vụ đi tới sau khi xem xét tình hình. Xin lỗi, phiền anh mời hai người này đi, Kiều Mạn nói với người phục vụ. Người phục vụ nhìn Bạch Lăng và Kiều Vạn Lễ, cung kính nói: Quý ông quý bà, hai người có đặt chỗ trước không ạ? Đừng có làm phiền, chúng tôi quen biết nhau, chung bàn không được sao? Mặc dù Bạch Lăng bị Kiều Mạn tạt nước, nhưng cô ta cũng không có ý định rời đi. Ngược lại, nếu cô ta nhất quyết ở lại ăn cơm thì người rời đi phải là Kiều Mạn. Cô ta không thể bị tạt nước uổng phí ở nơi công cộng được. Sau đó cô ta tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu nói với Kiều Mạn: Mạn Mạn, tôi biết cô hận tôi. Cô tạt nước vào mặt tôi không trách cô. Tôi hiểu tâm trạng của cô. Nhưng giờ chúng ta đã là người một nhà. Hơn nữa, tôi còn đang mang thai con của bố cô. Tôi thực sự không muốn trở thành kẻ thù của cô. Đừng có diễn trò nữa, cũng đừng có gọi tên tôi nữa, cô không xứng. Cô có thể vô liêm sỉ, nhưng đừng làm chuyện vô liêm sỉ ở trước mặt mọi người. Cô lôi lôi kéo kéo người đàn ông khác ở nơi công cộng là có ý gì? Cô không biết liêm sỉ, hay là để tôi dạy cho cô? Kiều Mạn không hề nể mặt Bạch Lăng. Cô đã từng rất tin tưởng cô ta, còn nghĩ cô ta chính là người bạn thân nhất của mình. Nhưng cô ta lại thông đồng với bố cô làm mấy chuyện ghê tởm này. Cô không chỉ ghét Bạch Lăng mà còn hận đến tận xương tủy. Mỗi khi nhìn thấy Bạch Lăng, cô không khỏi nghĩ đến nỗi ấm ức và nhẫn nhịn của mẹ mình. Đột nhiên, cô phát hiện ra rằng Bạch Lăng là một người giống y như Hàn Tú Viện. Ông trời đã ban cho cô ta một khuôn mặt điềm đạm đáng yêu, khiến người ta nhìn thấy đã thương, nhưng tỏ ra bản chất lại xấu xa đến tận xương tủy. Câu nói của Kiều Mạn lập tức khiến những khách dùng cơm khác hiểu ra toàn bộ câu chuyện. Đúng là không ngờ, tôi còn trẻ như thế mà lại đi cặp kè với kẻ đáng tuổi bố. Mới đầu tôi còn tưởng là ông kia là bố của cô ta chứ. Nhìn người cũng có vẻ học cao hiểu rộng, mà sao lại làm ra mấy chuyện đáng xấu hổ như thế. Đúng đấy, cô ta còn chạm tay vào người đàn ông khác ở nơi đông người nữa chứ. Vậy mà còn có người thích loại đàn bà không biết xấu hổ này. Có mấy à đàn bà chỉ thích giả vờ đáng thương, nhưng mà thực chất lại là mấy con điếm đáng ghét. Những người khác đến ăn cơm đều chỉ trỏ vào Bạch Lăng, và ngay cả người phục vụ cũng liếc nhìn Bạch Lăng đầy khinh thường. Bạch Lăng ngay lập tức bật khóc và nói với Kiều Mạn: Tôi nhìn thấy chiếc nhẫn được thiết kế rất đẹp, muốn mua cho Vạn Lễ một cái như thế. Hơn nữa cậu hai cũng đâu phải là người đàn ông của cô. Có cần thiết phải như vậy không? Chẳng lẽ hai người có quan hệ mập mờ gì à? Anh ta chính là bậc cha chú của cô, là chú hai của chồng chưa cưới của cô đấy. Bạch Lăng không hề khách sáo đánh trả. Nếu cô ta đoán đúng, chắc chắn giữa Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa có một quan hệ rất mờ ám. Mà Kiều Mạn không khỏi nhích miệng, liếc mắt nhìn Bạch Lăng, hé mở đôi môi mỏng, khí thế khiến cho người ta phải sợ hãi. Anh ấy không phải là bậc cha chú của tôi. Quên nói cho cô biết, tôi đã hủy hôn với Mục Cảnh Niên rồi. Khi Bạch Lăng nghe xong, cô ta càng chắc chắn là suy đoán của mình đúng. Nhưng câu nói tiếp theo của Kiều Mạn lại càng khiến cô ta thêm khó hiểu. Bây giờ anh Mục là kim chủ của tôi, anh ấy chính là khách hàng lớn của trang phục mà tôi thiết kế. Cô không biết sao? Kiều Mạn vừa nói mấy lời này xong, Bạch Lăng và Kiều Vạn Lễ đều thay đổi sắc mặt. Kiều Vạn Lễ chỉ biết rằng con gái của mình đi làm bị chèn ép xa lánh, không ngờ hiện giờ Kiều Mạn đã trở thành một nhà thiết kế. Nếu không phải tại Kiều Mạn không hiểu chuyện, ông ta cũng sẽ không bỏ mặc cô. Nhưng bây giờ cô đã trở thành một nhà thiết kế, điều này thực sự hơi bất ngờ. Ông ta không muốn đối đầu với nhà họ Mục, nhưng ông ta không thể chịu đựng được việc Bạch Lăng bị bắt nạt. Kiều Mạn đã không thèm nể mặt Bạch Lăng, lại không ngờ ra mặt của cô ta còn dày hơn cả tường thành.
Xem như cô đã mở rộng tầm mắt, lại hiểu rõ hơn về Bạch Lăng. Cô không chấp nhận chúng tôi là người nhà cũng không sao. Dù gì tôi cũng đã mang thai, mặc kệ cô muốn hay không, tôi và bố cô kết hôn sẽ là chuyện tất nhiên thôi. Bạch Năng vừa thốt ra những lời này, những thực khách trong nhà hàng đều cảm thấy xấu hổ vô cùng. Sao mấy năm nay kẻ thứ ba lại ngang nhiên như thế? Đúng là tam quan đã đổi mới rồi. Xem ra đợi lát nữa sẽ có trò hay để coi rồi. Còn không mau đuổi người đi. Nhà hàng không muốn tiếp tục mở cửa nữa. Mục Bắc Thừa lạnh lùng nhìn người phục vụ. Anh ta cuống quýt gật đầu. Người phục vụ quay qua nhìn về phía Bạch Lăng và Kiều Vạn Lễ. Hai quý khách, mời theo tôi qua bên kia dùng bữa. Đừng quấy rầy tâm trạng ăn uống của những vị khách khác. Người phục vụ đã cố gắng hết sức để giữ nụ cười trên môi, nhưng thật ra trong lòng anh ta rất khó chịu. Vậy kêu họ đi chỗ khác đi. Tôi thấy tầm nhìn chỗ này rất đẹp. Tôi ra giá gấp 5 lần. Trước giờ Kiều Văn Lễ rất sĩ diện. Nếu ông ta cứ mang Bạch Lăng rời đi như thế này, chắc chắn sẽ bị người khác chế nhạo. Cho dù có nguy cơ trở mặt với Mục Bắc Thừa, thì ông ta vẫn chọn lòng tự trọng của một người đàn ông. Nếu ông ta đã bị người ta nhìn bằng ánh mắt khinh thường và đàm tiếu, dù gì cũng không thể ỉu xìu bỏ đi được. Một người bố mất mặt trước mặt con gái mình, vậy chi bằng ông ta tự đâm đầu chết cho rồi. Kiều Mạn nghe Kiều Văn Lễ nói xong, cảm thấy rằng bố cô thật nực cười. Hành vi của Kiều Văn Lễ thực sự đã bị Bạch Lăng làm cho thay đổi rất nhiều, khiến cô cảm thấy hơi xa lạ. Có vẻ như một số người cho rằng có nhiều chuyện chỉ cần dùng tiền để giải quyết là được, mà bố cô cũng là một người trong số đó. Xin lỗi, nhà hàng của chúng tôi chỉ có thể đặt chỗ trước, không phải ai trả nhiều tiền hơn thì được. Nếu ông và quý cô đây còn không đứng dậy, chúng tôi chỉ có thể báo bảo vệ đến đây để giải quyết. Người phục vụ còn coi thường Kiều Văn Lễ và Bạch Lăng hơn, cũng không vì họ có tiền mà bỏ qua quy định của nhà hàng. Nếu mọi khách hàng giàu có và quyền lực đều ăn tối theo cách này thì nhà hàng đã đóng cửa từ lâu rồi. Kiều Vạn Lễ nhìn thấy thái độ của người phục vụ càng không nén được giận, bèn nói với người phục vụ: đi gọi ông chủ của mấy người tới đây. Người phục vụ thấy Kiều Vạn Lễ không có ý định thỏa hiệp. Nếu cứ tiếp tục cãi vã nữa, sự việc sẽ thành một mớ hỗn độn lớn. Anh ta có thể vì sự cố này mà mất đi công việc khó kiếm được. Nếu khách hàng muốn tìm ông chủ, tại sao anh ta lại không làm chứ? Tôi sẽ đi tìm ông chủ ngay. Nói xong, người phục vụ xoay người rời đi. Kiều Văn Lễ né nhìn Mục Bắc Thừa, người nãy giờ vẫn không nói gì. Xem ra vị tổng giám đốc của tập đoàn Mục Thị cũng không có gì ghê gớm giống như lời đồn đại. Ông ta càng có cảm giác rằng lát nữa sẽ cho con gái của mình biết cái gì là chịu không nổi. Ánh mắt Kiều Văn Lễ lại nhìn Kiều Mạn. Mạn Mạn, bố không muốn con quá khó xử, cho nên trước khi ông chủ tới, con hãy đi nhanh đi. Lát nữa ông chủ tới, nếu không đồng ý để chúng tôi ngồi đây, tôi sẽ thu mua nhà hàng này. Vì vậy nếu hai người biết điều, giờ rời khỏi vẫn còn kịp. Nhớ kỹ, trên thế giới này không có tiền thì không giải quyết được chuyện gì cả. Đối với Kiều Văn Lễ mà nói, không có gì trên thế giới này mà tiền không thể mua được. Hơn nữa, chuỗi vốn của công ty ông ta đã được khôi phục. Đây ít nhiều gì cũng nhờ có Tiểu Lăng. Nếu không nhờ cô ta nói, e là không thể qua được cửa ải khó khăn lần này. Bố, con thật không dám tin bố sẽ nói những lời như thế này. Cách dùng tiền này chính là bảng môn tà đạo, hiểu chứ? Kiều Mạn càng ngày càng cảm thấy Kiều Vạn Lễ trước mặt là một người xa lạ, hoàn toàn khác với người bố trong trí nhớ của cô. Lúc này cô càng cảm thấy Kiều Mạn Lễ không phải là bố của mình. Cô thực sự không có chút tình cảm nào. Thắng làm vua, thua làm giặc, ai quan tâm quá trình dùng cách nào chứ? Con gái tốt của bố à? Chẳng lẽ con từ một nhân viên quèn trở thành nhà thiết kế lại không dùng một chút mánh khóe nào hay sao? Kiều Văn Lễ nhấp một ngụm nước trong ly. Ông ta biết Diệp Đình Vũ có ý với con gái của mình. Vì vậy Kiều Mạn trở thành nhà thiết kế chưa chắc đã dựa vào năng lực, nói trắng ra là toàn bộ đều dựa vào đàn ông mà thôi. Tuy nhiên ông ta vẫn chưa vạch mặt Kiều Mạn, mà Bạch Lăng ngồi bên cạnh đã lau sạch nước bị Kiều Mạn tạt vào. Cô ta đưa tay vuốt ve cái bụng dưới hơi nhô lên. Vừa rồi bởi vì quá kích động nên bụng cô ta hơi đau, nhưng bây giờ đỡ hơn nhiều rồi. Kiều Mạn dám tạt nước vào mặt cô ta, Kiều Vạn Lễ nhất định sẽ đòi công lý cho cô ta. Dùng thủ đoạn hèn hạ đi cướp đồ của người khác, cũng không sợ quả báo à?
Tôi cũng muốn khuyên cô một câu. Cái gì không phải của mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Dù có được thì cũng sẽ mất đi theo cách khác. Vì vậy đừng làm những việc trái đạo đức. Nếu không tin thì hãy ngẩng đầu lên nhìn trời. Ông trời sẽ không tha cho ai bao giờ. Sau khi Kiều Mạn nói xong, người phục vụ đã trở lại. Chủ nhà hàng cũng xuất hiện. Ông chủ còn trẻ, trạc 30 tuổi, mặc vest, đi giày da, trông có vẻ là người biết hưởng thụ cuộc sống. Hai người lần lượt đến trước mặt Kiều Mạn. Người đàn ông nói: Tôi rất vui vì có bốn vị khách đây đã đến nhà hàng. Tôi là quản lý của nhà hàng này. Nếu là về vấn đề ăn một mình, tôi có thể thỏa hiệp cho bốn vị khách đây một chút. Vì cả bốn vị đều muốn dùng bữa tại địa điểm này. Vậy hãy dựa theo nguyên tắc thứ tự trước sau. Hai vị này sẽ dùng trước. Vừa nói, quản lý cửa hàng vừa vươn tay về phía Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa. Dù sao họ cũng đến trước và ngồi ở vị trí này. Sau đó quản lý cửa hàng tiếp tục nói với Kiều Văn Lễ và Bạch Lăng: Mời hai người đi theo tôi. Tôi đưa hai vị đến phòng VIP nghỉ ngơi, đồ uống giải khát miễn phí. Có còn vấn đề gì không ạ? Quản lý của cửa hàng đã nhượng bộ rất lớn rồi. Đương nhiên Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa sẽ không phản đối. Dù sao bọn họ tới đây để ăn cơm, chứ không phải là bao toàn bộ nhà hàng. Tuy nhiên Kiều Văn Lễ và Bạch Lăng phải đợi họ ăn xong mới có thể ngồi ở chỗ này để ăn. Và lòng tốt của anh ta đến tai Kiều Văn Lễ đơn giản là nực cười. Kiều Văn Lễ cố tình hiểu sai ý của quản lý nhà hàng, ném cho Kiều Mạn một ánh mắt không tán thành. Con hãy đến phòng riêng VIP với cậu hai nghỉ ngơi đi, tránh trở thành trò cười trong mắt mọi người. Đợi bố và Tiểu Lang ăn xong, hai người hãy ra đây. Coi bộ khách dùng cơm ở nhà hàng này cũng không nhiều lắm. Kiều Mạn nghe Kiều Văn Lễ nói như vậy, cô quả thật không nói nên lời. Nãy giờ Mục Bắc Thừa vẫn im lặng, lúc này mới lên tiếng: Quản lý, anh hãy chỉ đích danh là ai đến phòng VIP đi. Mặc dù Kiều Văn Lễ là bố của người phụ nữ bé nhỏ, nhưng trong mắt của anh, những chuyện mà người nào đó gây ra còn không bằng súc sinh. Vì vậy anh không cần phải tôn trọng ông ta. Trong mắt Mục Bắc Thừa giống như cười mà không phải cười, vẻ mờ mịt trên mặt không rõ, cũng không đáng sợ như thường ngày. Ngược lại giống như một loại tĩnh lặng trước khi bão tố nổi lên. Mặc dù như vậy, khi quản lý cửa hàng nhìn thấy Mục Bắc Thừa cũng không khỏi rùng mình, vội vàng đáp: Vừa rồi hai người không hiểu sao? Mời hai vị theo tôi đến phòng riêng VIP nghỉ ngơi. Anh ta quay đầu quay qua nhìn Kiều Văn Lễ và Bạch Lăng, thấy họ vẫn không có ý định đứng dậy rồi đi. Anh ta bất đắc dĩ phải coi họ giống như hai kẻ ngốc, lại nhấn mạnh: Mời hai vị đi theo tôi. Quản lý cửa hàng chỉ muốn biến chuyện này thành chuyện nhỏ, dù sao vẫn có rất nhiều khách hàng đang nhìn. Hôm nay ông chủ đến kiểm tra nhà hàng, nhưng mãi mà anh ta vẫn chưa thấy ông chủ đâu. Kiều Văn Lễ không thèm đếm xỉa đến những lời nói của quản lý, nói thẳng: Gọi điện cho ông chủ của anh tới đây, tôi có lời muốn nói với anh ta. Ông tìm tôi có chuyện gì? Một người phụ nữ trong trẻo vang lên. Sau đó chỉ nhìn thấy một người phụ nữ mặc vest đen chậm rãi đi tới. Tôi là chủ của nhà hàng này, xin hỏi quý ông đây tìm tôi có chuyện gì? Chủ nhà hàng đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện ban nãy. Kiều Văn Lễ lấy từ trong túi ra một tấm xếp và nói với chủ nhà hàng: Ra giá đi, bán nhà hàng này cho tôi, giá bao nhiêu? Chủ nhà hàng còn chưa kịp nói chuyện, một giọng nam kinh ngạc đã truyền đến: Tổng giám đốc Kiều, trùng hợp vậy, không ngờ tôi lại được gặp ông ở đây. Cho tôi một cái hẹn đi đánh golf đi, đã lâu không đánh với ông rồi. Người đột nhiên xuất hiện khiến cho mấy người có mặt ở đây đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía người đàn ông trung niên này. Ông ta ăn mặc như một đại gia mới nổi, nhìn có vẻ hơi lỗi thời, nhưng ông ta lại đang ôm một nữ diễn viên tuyến ba nổi tiếng. Bởi vì mọi người đã nhìn thấy người phụ nữ này trong các bộ phim thần tượng và quảng cáo. Có vẻ như người đàn ông giàu có mới nổi này đang nâng đỡ nữ diễn viên này. Tổng giám đốc Khang. Rõ ràng là Kiều Văn Lễ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ông chủ của mỏ than Khang Trấn Đức, mà trong mắt không khỏi hiện lên vẻ bối rối. Ông ta vừa về nước đã hơn thua với Kiều Mạn, nhưng cảnh tượng này lại bị người quen nhìn thấy. Ông ta cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tôi nghe nói ông vừa từ nước ngoài về, còn tưởng rằng là giả chứ. Nghe nói lão Kiều ông mới trúng thầu của tập đoàn Vạn Đại, xem ra là đã xoay chuyển tình thế rồi. Khang Trần Đức nói thẳng thừng. Ông ta ôm người phụ nữ bên hông,
nhẹ nhàng xoa xoa, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã tự đắc. Mà nữ diễn viên kia lại dựa vào vòng tay của ông ta, giống y như một chú chim nhỏ nép vào người. Tin tức của Tổng Giám đốc Khang thật là nhanh nhạy. Lần này đại cục xoay chuyển, phần nhiều là nhờ có Tiểu Lăng. Kiều Vạn Lễ và Khang Trấn Đức nói chuyện vui vẻ, mà lúc này Bạch Lăng cũng lễ phép chào hỏi. Chào ông chủ Khang. Lão Kiều, ông thật có phúc, vợ ông đúng xinh đẹp, lớn tuổi rồi mà vẫn còn có con. Tôi chờ uống rượu đầy tháng của con ông, lúc đó tôi sẽ tặng một món quà lớn. Khang Trấn Đức nói xong lại nhìn về phía Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa. Hai vị này là ai? Kiều Vạn Lễ nghe xong mấy lời kia tỏ vẻ không hài lòng, lạnh lùng nói. Không biết. Đến đây dành chỗ ngồi với tôi, tôi đang chờ chủ nhà hàng này giải quyết. Mục Bắc Thừa hơi kinh ngạc, không ngờ Kiều Vạn Lễ lại nói không quen biết con gái mình. Xem ra câu nói kia rất đúng, nếu người nhà máu lạnh thì còn không bằng cầm thú. Chủ nhà hàng, quản lý cửa hàng và người phục vụ gần như không thể nghe lọt tai nữa. Không được đổi trắng thay đen như thế, rõ ràng là mấy người đến đây gây sự trước. Người phục vụ bị quản lý nhà hàng trừng mắt, ra hiệu cho anh ta im lặng và rời đi. Vì vậy người phục vụ mặt mày xám xịt rời đi. Tôi biết là không thể phá vỡ quy tắc, cho nên bà chủ đây hãy ra giá đi. Tôi mua lại nơi này thì sự việc sẽ được giải quyết thôi. Kiều Vạn Lễ cầm tấm séc trong tay và đợi bà chủ nói ra con số. Bạch Năng cũng hùa theo. Đúng, cô hãy ra giá đi. Bao nhiêu tiền? Giá nào ông xã tôi cũng mua được. Có lẽ hai vị đã hiểu lầm rồi, tôi không thiếu tiền, mở nhà hàng chỉ vì đam mê thôi. Có lẽ tiền của tôi không nhiều bằng hai vị, nhưng đối với những đồ mà mình yêu thích, tôi sẽ không vì tiền mà bán rẻ. Chủ nhà hàng nhìn Kiều Vạn Lễ với vẻ không hài lòng. Một số người dù có nhiều tiền đến đâu cũng sống một cuộc sống rất tầm thường, không có đức hạnh và dày công tu luyện. Nếu không phải cô ấy được học đại học thì chắc chắn đã chửi ầm lên rồi. Nhìn người đàn ông rất lịch lãm và người phụ nữ rất xinh đẹp khí chất, nhưng hành vi của hai người lại khiến người ta rất chán ghét. Trên đời này, tiền rất quan trọng nhưng không phải là thứ tất cả. Nó không mua được tình yêu, không mua được sinh ly tử biệt. Còn có rất nhiều chuyện mà tiền bạc không thể giải quyết được. Đừng nói với tôi về đam mê của cô, điều đó chỉ có thể chứng minh tôi ra giá chưa hài lòng cô. Tôi ra giá gấp đôi, cô có thay đổi suy nghĩ của mình không? Kiều Văn Lễ càng ngày càng lấy tiền đè người. Ông ta hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến lời nói của chủ nhà hàng. Chủ nhà hàng vốn dĩ không muốn trở mặt với anh ta, giờ đã hoàn toàn tức giận. Ông nghe không hiểu tiếng người à? Tôi thấy ông là khách hàng, đây đã nhún nhường lắm rồi, thế mà ông lại coi sự lịch sự của tôi là không khí. Đừng tưởng có chút tiền dơ bẩn ấy của mấy người là muốn làm gì thì làm. Chủ nhà hàng nói xong quay đầu nhìn quản lý bên cạnh, lạnh lùng nói. Đuổi hai vị khách này đi. Kiều Văn Lễ và Bạch Lăng sững sờ, không ngờ chủ nhà hàng lại nói như vậy. Khuôn mặt vốn đã khó coi của họ lại càng thêm khó coi. Đuổi đi. Cô làm như vậy là không muốn mở nhà hàng nữa phải không? Kiều Văn Lễ nghiêm mặt, giọng điệu rất đáng sợ. Tôi là chủ nhà hàng, tôi muốn đuổi ai thì đuổi. Nhà hàng của tôi không chào đón những người không biết liêm sỉ. Còn nữa, tôi ra ngoài làm ăn, không sợ yêu ma quỷ quái. Nếu như ông còn không đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Chủ nhà hàng nói những lời này xong thì lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cảnh sát. Bạch Lăng thấy thế, vội vàng nắm lấy cánh tay Kiều Văn Lễ. Vạn Lễ, em đói bụng quá, chúng ta đi ăn cái gì đi. Cô ta cố ý dùng cách này để tìm một đường lui, để không thể hoàn toàn mất mặt trước Kiều Mạn. Bạch Lăng không thể có lý lịch bị cảnh sát bắt giữ, bởi vì cô ta đã lên kế hoạch tiếp tục chuyên ngành thiết kế thời trang sau khi sinh con. Mà cô ta đã đăng ký tham gia cuộc thi thiết kế trang phục Giấc Mơ Vàng. Chỉ cần giành được vị trí quán quân trong cuộc thi, cô ta có thể đè bẹp Kiều Mạn. Đây là kết quả của việc đối nghịch với cô ta. Vào lúc này, Bạch Lăng không biết rằng Kiều Mạn cũng tham gia cuộc thi thiết kế trang phục Giấc Mơ Vàng. Kiều Văn Lễ nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm rơi vào Kiều Mạn, lạnh lùng nói. Mạn Mạn, con cứ phải đối xử với bố mình như thế à? Bố và con đều thích vị trí này, phận làm con thì phải nhường cho bố chứ. Kiều Văn Lễ giống như đang nói một điều hết sức hiển nhiên, nhưng ông ta lại hành động không hề giống như một người bố. Ngược lại,
Ông ta lấy thân phận bề trên để trấn áp người khác. Kiều Mạn nghe vậy thì lại cười thay vì tức giận. Vậy tại sao ông lại tranh giành vị trí này với chính con gái của mình chứ hả? Đó là bởi vì trong lúc cấp bách, Kiều Vạn Lễ đã suýt buột miệng ra một câu rằng vì mình không muốn mất mặt. Tuy nhiên, cuối cùng ông ta lại không nói, còn có người quen ở chỗ này. Kết quả là ông ta ôm lấy Bạch Lăng rồi nói: Tiểu Lăng đói bụng, dù nói thế nào đi nữa thì cô ấy cũng đang mang thai em trai của con. Con cứ nhẫn tâm nhìn em trai của mình đói bụng như vậy à? Thật buồn cười, mẹ tôi đã chết. Xin hỏi em trai tôi ở đâu ra vậy? Kiều Mạn khinh bỉ liếc nhìn bố mình. Lúc này có mấy người đã đi tới bên cạnh Kiều Vạn Lễ và Bạch Lăng. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng đã bị nhấc lên. Buông tôi ra, mấy người làm gì vậy? Tôi chính là phụ nữ có thai đó, buông ra. Bạch Lăng không ngừng giãy giụa nhưng vô ích. Kiều Vạn Lễ đã cố gắng hết sức để thoát ra, bảo vệ Bạch Lăng và đứa trẻ trong bụng cô ta. Nhưng dù cố gắng thế nào thì ông ta cũng không thể đánh lại bọn côn đồ. Hơn nữa trong quá trình đó, ông ta đã bị bọn côn đồ đấm vài cái. Khang Trấn Đức đứng sang một bên, nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy hơi xấu hổ, nên chỉ biết kiếm cớ rời đi. Ông ta phải vất vả lắm mới tìm được một vị trí mà mình yêu thích, cũng không muốn bị liên lụy đuổi đi. Thật không biết xấu hổ, lại vì một con hồ ly tinh ở bên ngoài mà gây khó dễ với con gái như thế. Đúng thật là không phải là người mà. May mắn là bố tôi không như vậy. Nếu tôi có một người bố như vậy, tôi thà chết trong bụng mẹ còn hơn. Thật là không biết xấu hổ. Con gái đã lớn như vậy rồi mà còn làm người ta có con. Cô nói xem, có phải là đầu ông ta bị uống nước rồi không? Những người khách đến dùng cơm được xem náo nhiệt vui đến quên cả đất trời. Hơn nữa kết cục như vậy khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy rất khoan khoái. Chủ nhà hàng mỉm cười lịch sự với Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa. Xin lỗi đã quấy rầy bữa ăn của hai người. Tối nay hoàn toàn miễn phí. Chúc hai người dùng vui vẻ. Không có gì, Mục Bắc Thừa đáp lại. Vậy tôi không quấy rầy hai người nữa. Chủ nhà hàng nói xong bèn xoay người rời đi. Thức ăn nhanh chóng được đưa lên. Là chủ nhà hàng cố ý dọn lên mấy món thượng hạng mà Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa không gọi. Kiều Mạn nhẹ nhàng lắc chiếc cốc, ngửi mùi thơm nồng của rượu, thổi bay mấy chuyện không vui của Kiều Vạn Lễ và Bạch Lăng lên tận 9 tầng mây. Cô chuyên tâm vào toàn bộ đồ ăn trước mặt. Những người không quan trọng sẽ không còn ảnh hưởng đến tâm trạng của cô nữa. Cùng lúc đó, Kiều Vạn Lễ và Bạch Lăng bị đuổi ra khỏi nhà hàng đang ngồi trong xe. Vạn Lễ, tại sao Mạn Mạn lại đối xử với chúng ta như vậy? Chúng ta đã làm gì sai hả? Cô ta hận em có thể hiểu được. Nhưng mà dù nói thế nào đi chăng nữa, anh cũng là bố ruột của cô ta. Sao lại khiến cho anh mất mặt giữa chốn đông người như thế? Bạch Lăng đang cố ý châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa Kiều Vạn Lễ và Kiều Mạn. Vì những gì vừa xảy ra thực sự khiến cô ta rất mất mặt. Mặc dù vừa rồi Mục Bắc Thừa không đứng ra binh vực Kiều Mạn, nhưng cô ta vẫn nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người. Kiều Vạn Lễ vốn đã rất tức giận, nhưng khi nghe những lời của Bạch Lăng, ông ta càng tức giận hơn. Con nhỏ chết tiệt này dám khiến ông ta mất mặt trước mặt mọi người, đúng là y chang như con mẹ chết tiệt kia. Phí mất 20 năm lại nuôi một con súc sinh. Nhưng ông ta sẽ không để yên chuyện này đâu. Kiều Vạn Lễ đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi trả lời vài câu, ông ta kết thúc cuộc gọi và nói với Bạch Lăng đang ngồi trong ghế lái phụ. Anh còn có một số việc cần xử lý, anh sẽ đưa em về nhà trước. Bạch Lăng ngoan ngoãn nói. Không cần đâu, anh đi làm việc đi, em tự bắt taxi về là được. Kiều Vạn Lễ trả lời rồi thả Bạch Lăng xuống và lái xe đi. Nhưng ông ta vừa rời đi, Bạch Lăng chợt cảm thấy đau nhói ở bụng. Người đâu? Bụng tôi đau quá. Cả người Bạch Lăng ngã dưới sàn, vừa khéo bị Hàn Tú Viện lén đi theo Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa đến đây phát hiện. Thế là cô ta đã đưa Bạch Lăng đến bệnh viện rồi rời đi. Ở bệnh viện, Bạch Lăng nhanh chóng được kiểm tra tỉ mỉ. Đợi đến khi cô ta không còn cảm thấy quá đau đớn thì bác sĩ đã nói cho Bạch Lăng biết cần phải mau chóng sắp xếp ca phẫu thuật cho cô ta, bởi vì tim của đứa bé đã không còn đập nữa. Kết quả này khiến Bạch Lăng chợt có cảm giác như sấm sét giữa trời quang. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Bác sĩ, con của tôi vẫn đang sống khỏe mạnh, tại sao lại đột ngột xảy ra chuyện như vậy? Bạch Lăng hai mắt ngấn nước hỏi. Có lẽ là vì trước đó cô đã bị kích thích, hoặc cũng có thể là vì cô luôn bị áp lực. Có rất nhiều trường hợp giống như cô, nhưng mà cô vẫn còn trẻ, sau này vẫn còn cơ hội làm mẹ.
Làm phiền cô hãy liên hệ với người nhà. Bác sĩ nói xong câu này thì xoay người rời đi. Bạch Lăng ngồi trên giường bệnh, đôi mắt hạnh nhân lạnh lẽo đóng thành băng. Mọi chuyện đều do Kiều Mạn. Nếu cô không nói những lời kia, cô ta sẽ không đau đớn làm mất con. Bạch Lăng đặt tay lên phần bụng đã nhô lên. Cứ chờ mà xem, cô ta sẽ không để con mình chết oan, mà nhất định sẽ báo thù. Trong mắt Bạch Lăng nhanh chóng lóe lên một suy nghĩ. Rất nhanh cô ta đã làm xong thủ tục xuất viện rồi đi. Màn đêm vào cuối thu hơi lạnh lẽo. Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa đi ra khỏi nhà hàng. Cô vô thức kéo kín áo băng tô trên người. Anh bỗng nắm chặt tay cô rồi đút vào trong túi áo khoác của anh. Bọn họ chưa từng làm như vậy. Bây giờ cả hai đều rất hưởng thụ. 2 ngày nữa chúng ta đi chụp hình cưới xong thì em đi đăng ký kết hôn với anh nhé. Lúc Mục Bắc Thừa nói câu này đã kéo cô gái nhỏ vào lòng khẽ hỏi. Kiều Mạn hơi bất ngờ trước câu nói của anh, nhưng cô đã hạ quyết tâm muốn ở bên anh. Đúng lúc này, một cặp tình nhân đi ngang qua người bọn họ, khiến cô không khỏi liên tưởng đến chuyện gì đó. Tất cả đều nghe theo anh. Vừa dứt lời, khóe miệng Mục Bắc Thừa bỗng cong lên, trong mắt đầy vui vẻ. Kiều Mạn chợt ngẩng đầu nhìn anh. Chúng ta hãy về muộn một chút đi. Giờ anh hãy theo em đến một nơi. Mục Bắc Thừa nhướng mày, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, đợi cô gái nhỏ nói ra nơi nào. Nhưng Kiều Mạn không nói cho anh biết, mà nắm bàn tay to lớn của anh, chạy về phía trung tâm thương mại rực rỡ trong màn đêm. Buổi tối trong trung tâm thương mại cực kỳ sáng sủa, Kiều Mạn nắm tay anh đi vào trong, nhìn thấy khá nhiều người đang đi mua sắm. Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa đi lên tầng 3. Toàn bộ tầng 3 đều là khu quần áo, trang sức và túi thơm. Kể từ khi mẹ qua đời, về cơ bản cô chưa từng đi dạo phố mua sắm. Nếu cô đã quyết định gả cho Mục Bắc Thừa, vậy thì cô phải làm những chuyện giữa hai người yêu nhau với Mục Bắc Thừa trước. Thật ra trong tủ quần áo của cô không hề thiếu đồ, bởi vì Mục Bắc Thừa đã mua quá nhiều đồ cho cô rồi. Tất cả đều là phiên bản giới hạn đến từ thương hiệu quốc tế lớn trong mùa này. Lúc nãy nhìn thấy cặp tình nhân kia mặc đồ đôi, cô chợt mới nhớ ra lại trước kia Mục Bắc Thừa đã từng tặng cho cô một chiếc áo lông đôi cho cô. Cho nên bây giờ cô cũng muốn tặng đồ đôi cho anh. Dù biết anh hiếm khi mặc đồ thường ngày, nhưng cô vẫn muốn tặng cho anh. Anh luôn mặc đồ vest. Em hiếm khi nhìn thấy anh mặc đồ theo phong cách khác, nên muốn cho anh mấy bộ. Kiều Mạn nói. Trong lòng cô có một tâm nguyện nhỏ. Đợi cô trở thành nhà thiết kế nổi tiếng rồi thì sẽ thiết kế một bộ đồ nam cho Mục Bắc Thừa. Chỉ cần là đồ bà xã mua cho, anh đều sẽ thích. Đây là lần đầu tiên Mục Bắc Thừa gọi cô như vậy. Trước đây anh thực sự rất ghét phụ nữ, nhưng bây giờ anh lại muốn cô gái nhỏ trước mặt này quản anh cả đời. Cuối cùng cô cũng đồng ý gả cho anh rồi. Bây giờ anh đã là người đàn ông có vợ, được vợ mua quần áo cho thực sự quá hạnh phúc. Em vẫn chưa làm vợ anh mà, anh đừng gọi linh tinh. Kiều Mạn khoác tay Mục Bắc Thừa, nói lời trái lương tâm. Thật ra lúc nghe anh gọi mình là bà xã, khỏi phải nói trong lòng cô hưng phấn đến nhường nào. Em sẽ nhanh chóng làm vợ anh thôi. Mục Bắc Thừa ghé vào tai cô, khẽ cười tà mị. Lúc này Kiều Mạn đã đỏ mặt, kéo anh vào trong cửa hàng. Đủ loại quần áo đôi mùa đông, áo măng tô Âu Mỹ, Ireland, Hàn Quốc, tất cả đều là đồ đôi, phối với nhau rất đẹp. Kiều Mạn thấy bộ đồ nào cũng đẹp, nhưng cô đã chọn cho Mục Bắc Thừa mấy bộ trước, rồi bảo anh đi mặc thử. Lúc nhân viên cửa hàng nhìn thấy Mục Bắc Thừa, ai cũng tới bắt chuyện. Có người còn muốn kết bạn WeChat. Kiều Mạn thấy thế thì mỉm cười, không hề có dấu hiệu không vui. Thấy Mục Bắc Thừa đã đến phòng thử đồ, Kiều Mạn liền ngồi ở khu nghỉ ngơi chờ đợi. Cô nhàm chán lấy điện thoại ra, đăng nhập vào trong Weibo của mình. Trong quá trình dùng bữa với Mục Bắc Thừa, cô đã nói đến chuyện sẽ tham gia cuộc thi thiết kế trang phục Kim Mộng. Trước đây cô nghĩ rằng sau khi giành chiến thắng cuộc thi, cô sẽ ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Nhưng bây giờ cô đã thay đổi ý định. Nếu cô giành chiến thắng sẽ từ chức ngay, rồi tự mình mở công ty. Sau khi cô lướt Weibo một lát, Mục Bắc Thừa đã thay đồ xong đi ra khỏi phòng thử đồ. Tiểu Mạn, giọng nói trầm thấp của người đàn ông đã khiến cô gái nhỏ đang cúi đầu xem điện thoại chợt ngẩng đầu lên. Lúc tầm mắt của Kiều Mạn dừng trên người Mục Bắc Thừa, đầu óc cô đã trống rỗng. Chỉ thấy anh mặc một chiếc quần đen, áo len cao cổ màu trắng, phối với áo măng tô màu tím, giống hệt cách ăn mặc của nam chính trong phim truyền hình. Người đàn ông hướng nội trầm ổn, dù nhìn từ góc độ nào cũng đều là sản phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Lúc Kiều Mạn nhìn thấy anh,
Thực sự tim đập thình thịch như thiếu nữ. Người đàn ông của cô đẹp trai quá. Anh đẹp trai quá, thực sự còn đẹp hơn cả 5 người mẫu. Nhân viên bán hàng bắt đầu si mê Mục Bắc Thừa. Ngay cả nữ khách hàng đang mua đồ trong cửa hàng cũng nhìn lên người anh bằng ánh mắt tán thưởng. Mục Bắc Thừa phớt lờ ánh mắt của mọi người, đi tới trước mặt Kiều Mạn. Bộ đồ này thế nào? Đẹp lắm, em sẽ mua bộ này. Kiều Mạn chợt phát hiện, dù Mục Bắc Thừa mặc đồ gì cũng rất đẹp. Cô vốn cho rằng anh chỉ mặc đồ vest đẹp, ai dè đồ thường ngày cũng đẹp trai lấn át người khác như thế. Đúng là bản thân tự toát lên vẻ quyến rũ chết người. Kiều Mạn cảm thấy mình nên chọn đồ xấu cho anh để che vẻ đẹp trai của anh đi. Em cũng thử đi. Mục Bắc Thừa vừa nói vừa đưa đồ đôi dành cho nữ tới trước mặt cô. Kiều Mạn đồng ý rồi đứng dậy nhận lấy. Đi tới phòng thử đồ, rất nhanh cô đã thay xong đi ra ngoài. Dù là đồ đôi nhưng có rất nhiều họa tiết được thiết kế khác nhau. Kiều Mạn mặc áo len cổ tròn màu trắng, chân váy đen, bót cao cổ, bên ngoài khoác thêm áo măng tô màu tím. Bộ đồ nữ này đã làm nổi bật dáng vẻ thiếu nữ cực kỳ đáng yêu của cô. Mục Bắc Thừa hài lòng gật đầu, rồi hai người đứng cạnh nhau. Anh còn không quên lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh. Sau đó Mục Bắc Thừa lại chọn thêm vài bộ đồ tình nhân với các phong cách khác nhau. Anh xách mấy túi quần áo rồi đưa thẻ đen cho nhân viên bán hàng. Hai người không thay lại đồ của mình mà mặc đồ tình nhân luôn. Mục Bắc Thừa xách túi quần áo hỏi Kiều Mạn, em còn muốn mua gì nữa không? Nhìn bộ dạng đầy ấm áp của Mục Bắc Thừa khiến cho cô cảm thấy bản thân thực sự rất hạnh phúc. Mà lúc này Mục Bắc Thừa cũng có cảm giác như mình vừa sống lại một lần. Anh phát hiện ra cuộc sống không chỉ có công việc, bây giờ được ở bên cạnh cô gái nhỏ mới gọi là cuộc sống, từng là cách sống của anh. Không cần đâu, mua nhiều quá rồi. Kiều Mạn giơ tay ra muốn giúp người đàn ông xách vài túi đồ vừa mua nhưng lại bị đối phương từ chối. Một tay anh cầm theo mấy túi đồ kia, tay còn lại nắm lấy tay của người phụ nữ. Giống như một cặp vợ chồng son mới cưới, mà bộ quần áo đôi mà hai người họ mặc đều có giá trị thu hút rất cao. Hễ họ đi đến đâu cũng thu hút vô số ánh nhìn. Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa cũng không trực tiếp quay trở lại biệt thự Hô Khiếu mà đi dạo trong trung tâm mua sắm. Cuối cùng hai người dừng lại tại khu vui chơi giải trí, có đủ loại món ăn vặt và đồ chơi nhỏ. Mục Bắc Thừa nắm lấy tay của cô gái nhỏ thật chặt, vẻ mặt nhìn cô tràn đầy sự cưng chiều. Trong mắt anh chỉ có một mình Kiều Mạn. Cô gái nhỏ qua xem thử trò ném vòng đi. Thứ trong vòng sẽ là của cô. Một bà lão nhỏ gầy gò với mái tóc bạc trắng nói với Kiều Mạn. Kiều Mạn nhìn đủ loại đồ chơi nhỏ, hơn nữa còn có mấy con vật nhỏ, liền đột nhiên nổi hứng muốn chơi. Cô lấy 30 tệ ra mua 30 chiếc vòng bạc. Một con thú cưng là rắn đã thu hút sự chú ý của cô. Kiều Mạn bắt đầu nhanh tay ném một đống vòng bạc ra. Mục tiêu vô cùng rõ ràng, chính là con rắn nhỏ mà cô thích. Vẻ mặt ban đầu vô cùng tự tin, sau mấy lần thất bại thì bắt đầu trở nên hơi nóng nảy, sau cùng biến thành giận dỗi. Cuối cùng thì trên tay cũng chỉ còn lại hai cái vòng, nhưng cô không còn kiên nhẫn nữa. Mục Bắc Thừa vẫn không nói gì, chỉ đứng bên cạnh nhìn cô gái nhỏ, khóe miệng nhếch lên. Kiều Mạn ném thêm một vòng, vẫn không trúng cái gì hết. Cô ủ rũ nhìn cái vòng cuối cùng còn lại trong tay, nhìn Mục Bắc Thừa hỏi, em còn thừa một vòng này, anh có muốn chơi một chút không? Em tự chơi đi. Mục Bắc Thừa giơ tay ra xoa xoa đầu cô gái nhỏ. Nếu em thích chơi mấy trò chơi như thế này đến thế thì đợi khi nào quay về biệt thự, anh sẽ cho người chuẩn bị cho em một cái. Không cần đâu, bây giờ em hết tự tin rồi. Kiều Mạn không muốn ngày nào cũng phải chịu cơn sốc như thế. Vừa nói cô vừa đặt chiếc vòng cuối cùng còn sót lại vào tay của Mục Bắc Thừa. Đột nhiên như nghĩ tới điều gì, cô ngẩng đầu lên mỉm cười với người đàn ông. Anh thử xem, như anh may mắn ném trúng thứ gì đó thì tâm trạng của em sẽ tốt hơn một chút đấy. Anh nhận lấy vòng bạc, trong khoảnh khắc định ném vòng đi thì anh bất chợt dừng lại. Kiều Mạn vốn đang mong chờ nhìn chằm chằm, thấy người đàn ông đột nhiên dừng lại thì không khỏi kinh ngạc. Tại sao anh không quăng đi? Chỉ quăng đi thôi thì chẳng có gì vui. Hay là chúng ta đánh cược đi. Mục Bắc Thừa dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, chờ cô gái nhỏ trả lời lại. Lúc này Kiều Mạn cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản hỏi, chúng ta đánh cược gì cơ? Mục Bắc Thừa vừa nghe lời này, chút suy nghĩ đã thành công lặng lẽ hiện lên trong lòng. Anh ghé sát vào người cô gái nhỏ, con mắt sáng người lạ thường
thì thầm bên tai cô. Nếu như anh ném trúng con rắn nhỏ kia cho em, đêm nay em chủ động. Kiều Mạn lập tức hiểu ý của người đàn ông. Sau khi nghe xong, cô thản nhiên nở nụ cười, giơ tay ra sau lưng Mục Bắc Thừa, rồi hung hăng nhéo anh một cái thật mạnh. Sao thế? Em yêu không dám à? Mục Bắc Thừa nhận ra cô gái nhỏ không muốn thỏa hiệp, anh tiếp tục ném ra mấy miếng mồi lớn hấp dẫn hơn. Nếu như anh không ném chúng, anh sẽ mua phần mộ tổ tiên nhỏ Kiều rồi tặng cho em. Nếu như anh thắng thì chúng ta lập tức đến cục dân chính để lấy giấy chứng nhận. Thật ra anh cũng không chắc chắn lắm. Em chỉ cho anh mỗi một cái vòng này, chắc chỉ có thần tiên mới ném chúng được đi chứ. Người đàn ông vừa nói vừa lắc lắc chiếc vòng bạc trên tay, chờ cô gái nhỏ trả lời. Hôm nay đi lấy giấy chứng nhận sao? Kiều Mạn không dám tin đáp. Mặc dù vừa nãy cô đã đồng ý với anh rồi, nhưng cô không ngờ điều đó lại đến nhanh như vậy, bất giác cảm thấy không biết phải làm sao. Kết hôn với anh em sẽ không chịu thiệt đâu. Anh biết bây giờ em đang do dự. Em thấy như thế này có được không? Kết hôn với anh trong vòng 1 năm. Nếu như sau đó 1 năm Tiểu Mạn vẫn không yêu anh, thì chúng ta sẽ ly hôn. Mục Bắc Thừa đã cho đi sự khoan dung lớn nhất, bởi vì anh muốn chân chính giành được trái tim của cô gái nhỏ, chứ không phải là biến hôn nhân thành nhà tù để giam cầm cô. Không thể không nói rằng Kiều Mạn đã bắt đầu dao động. Kết hôn có thời hạn 1 năm vẫn có thể lấy được phần đất mộ trống của tổ tiên nhỏ Kiều. Chuyện này vẫn luôn khiến cô không biết phải giải quyết như thế nào. Kiều Mạn đón nhận ánh mắt của người đàn ông, trong lòng lại vô cùng rối bời. Mục Bắc Thừa chắc chắn là một người có tầm trong lòng phụ nữ, không thể không thừa nhận rằng Kiều Mạn cũng rất thích người đàn ông trước mặt. Mà cô còn phải đi tìm Bạch Lăng để báo thù. Nếu như cái chết của mẹ thực sự có liên quan đến Bạch Lăng và Kiều Vạn Lễ, thì cho dù có phải đánh đổi tất cả mọi thứ, cô cũng sẽ tiêu diệt nhỏ Kiều hoàn toàn. Đối với cô mà nói, kết hôn với Mục Bắc Thừa vừa có lợi vừa có hại. Nhưng thời hạn của cuộc hôn nhân chỉ có 1 năm, vì thế đây đã là sự bao dung lớn nhất mà anh dành cho cô rồi. A Thừa, hình như anh để cho em chiếm nhiều lợi quá rồi. Người làm ăn chính là người làm ăn. Em cũng thấy hơi tò mò, tại sao anh cứ khăng khăng muốn kết hôn với em thế? Em muốn nghe lời thật lòng từ anh. Mục Bắc Thừa khiến cho Kiều Mạn không thể nào hiểu nổi. Rõ ràng anh có thể tìm một cô gái có hoàn cảnh gia thế tốt hơn làm ứng cử viên cho vị trí vợ của mình. Đôi khi cô thực sự nghĩ mãi mà không hiểu nổi. Mặc dù cô không hiểu rõ đàn ông, nhưng cô biết anh là người có lòng dạ rất sâu, có thể nhìn ra từ cái cách mà anh xử sự. Người đàn ông gian xảo đã hô mưa gọi gió ở thành phố A là thiên tài mà giới kinh doanh cũng phải gọi bằng cụ. Một người đàn ông đẳng cấp như vậy mà lại khăng khăng muốn lấy Kiều Mạn làm vợ, dù gì cũng sẽ khiến cho cô không thể tin được. Trước đây cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với anh. Dù hôm nay có quyết định sẽ lấy anh cũng chỉ là một trong những suy nghĩ trong lòng mà thôi. Đến lúc thực sự phải đồng ý đi lấy giấy chứng nhận với anh thì cô vẫn còn thấy hơi băn khoăn và bất an. Kết hôn với em có thể khiến cho sự nghiệp của anh vô cùng hưng thịnh. Lý do này đã đủ chưa? Mục Bắc Thừa vừa nói dứt lời đã khiến cho cơ thể của Kiều Mạn khẽ run lên. Câu trả lời của anh khiến cô không ngờ tới, nhưng cũng nằm trong dự đoán của cô. Dù sao thì Kiều Mạn cũng không tin vào tình yêu, mà câu trả lời mà người đàn ông kia cho cô không phải là mấy câu trả lời chết tiệt như vừa gặp đã yêu. Mặc dù cô không hiểu mình có thể giúp đỡ gì cho sự nghiệp của người đàn ông ấy, nhưng ít nhất anh cũng không nói dối hay lừa gạt cô. Đồng ý. Nếu như anh ném chúng thì chúng ta sẽ đi lấy giấy chứng nhận. Mục Bắc Thừa nghe vậy liền thỏa mãn mỉm cười, dùng ngón tay xoay chiếc vòng bạc. Kiều Mạn nhìn bộ dạng của người đàn ông, cô cảm thấy tỷ lệ mà anh ném trúng thực sự không cao. Hơn nữa anh cũng chỉ có 1 vòng thôi, vì vậy tỷ lệ mà họ phải đến cục dân chính là rất thấp. Kiều Mạn đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên tăng thêm điều kiện. Nếu như anh không ném trúng thì bắt đầu từ đêm nay không được ăn mặn trong vòng nửa tháng. Câu ăn mặn trong vòng nửa tháng vừa mới thốt ra khỏi miệng cô lập tức khiến cho Mục Bắc Thừa hiểu ra. Người đàn ông bất giác bị tăng thêm điều kiện. Có lẽ đến bây giờ cô mới nhận ra nên cô mới ra thêm điều kiện vào lúc này. Tiểu Mạn, có nhất thiết phải chơi lớn như thế không? Mục Bắc Thừa mỉm cười mê hoặc, càng nhìn anh lại càng thấy thích cô gái nhỏ. Có lẽ anh Mục đã nghe qua câu phụ nữ không tàn nhẫn thì địa vị bất ổn rồi nhỉ? Kiều Mạn vừa nói vừa nhẹ tay vỗ vỗ lên ngực người đàn ông,
Nụ cười tươi tắn mang theo một vẻ đẹp mê người như cây thuốc phiện khiến cho người ta mê mệt. Được, thống nhất như vậy đi. Mục Bắc Thừa nói xong liền nắm lấy tay của cô gái nhỏ, sau đó si tình hôn một cái. Sau khi buông tay ra, anh quay người đứng ở chỗ ném vòng, nhìn con rắn nhỏ mà cô gái vừa thích, hỏi: Em vẫn muốn ném con rắn kia đúng không? Kiều Mạn trả lời một tiếng. Con rắn kia bị nhốt bên trong lồng trúc nên muốn ném chúng là rất khó. Nhìn nó không lớn nhưng tỷ lệ chính xác rất thấp. Hai mắt Mục Bắc Thừa bình tĩnh nhìn con rắn, sau đó anh ném chiếc vòng bạc trong tay đi. Kiều Mạn lập tức nín thở, hai mắt nhìn chằm chằm chiếc vòng bạc đang bay về phía con rắn. Rõ ràng dù thắng hay thua đều có lợi cho cô, nhưng cô vẫn không nhịn được mà cảm thấy hồi hộp. Khoảnh khắc chiếc vòng bạc kia bay ra, Kiều Mạn cảm thấy thời gian đi đông cứng lại. Nhưng điều khiến cho cô không ngờ tới chính là chiếc vòng bạc kia vô cùng chuẩn xác rơi xuống chiếc lồng trúc, lập tức bao lấy con rắn mà cô thích. Mong muốn thành sự thật rồi nhé. Mục Bắc Thừa mỉm cười nói. Kiều Mạn không thể tin nổi trợn to mắt, vừa vặn bắt được con rắn bên trong lồng trúc. Đó là do quá may mắn hay là do năng lực con người thế? Mà những cặp tình nhân trẻ khác nhìn thấy cảnh này, cô gái cũng muốn bạn trai của mình đi ném vòng. Anh nhìn người ta kìa, chỉ cần một vòng đã quăng trúng. Còn anh thì... Sau khi các cô gái nhìn thấy Mục Bắc Thừa đẹp trai lại tài giỏi, liền quay sang ghét bỏ bạn trai của mình. Cục cưng à, rõ ràng là người đàn ông kia may mắn mà, chỉ một vòng sao có thể ném trúng được chứ? Người bạn trai kia không phục Mục Bắc Thừa, nói với bạn gái của mình. May mắn sao? Anh vẫn còn có mặt mũi mà nói như vậy hả? Thế thì anh cũng thử may mắn một chút cho em xem đi. Cô gái chán ghét bạn trai của mình đủ kiểu. Cục cưng à, anh dùng hết toàn bộ may mắn để gặp được em rồi còn đâu. Chàng trai vươn tay ôm lấy cô gái, ngọt ngào dỗ dành. Cô gái vốn vô cùng tức giận, nhưng sau khi nghe bạn trai nói vậy thì lập tức lấy lại bình tĩnh. Mà Mục Bắc Thừa đã hoàn thành tâm nguyện của mình rồi. Anh nắm lấy tay của Kiều Mạn và chuẩn bị đi đến cục dân chính. Cô cầm lấy chú rắn nhỏ để cho nó quấn quanh cổ tay mình. Lúc này cục dân chính đã tan làm từ lâu rồi, nếu không thì để ngày mai chúng ta đi sau đi. Em không cần phải lo về chuyện đó, cứ đi theo anh là được. Mục Bắc Thừa vừa nói vừa ôm cô gái nhỏ vào lòng thật chặt. Kiều Mạn đột nhiên có cảm giác như mình bị lừa rồi. Mục Bắc Thừa hoàn toàn chắc chắn rằng anh có thể lấy được con rắn này. Có phải anh lừa em đúng không? Anh cố tình nói anh không chắc chắn rằng sẽ ném chúng, nhưng thực tế là muốn em đồng ý đi lấy giấy chứng nhận cùng anh phải không? Kiều Mạn ghé sát gần anh, vì chênh lệch chiều cao nên cô chỉ có thể ngửa đầu lên nhìn anh. Trước câu hỏi của cô gái nhỏ, anh cười nhạt một tiếng rồi đột nhiên cúi đầu xuống hôn cô. Một lúc lâu sau anh mới rời môi khỏi môi cô. Đã lên thuyền giặc rồi, yên tâm đi, anh chỉ cướp xác thôi. Kiều Mạn á khẩu. Sau đó hai người nắm tay nhau rời khỏi trung tâm thương mại. Kiều Mạn đi giày cao gót, giày cọ vào đôi chân mỏi nhừ nên cô đi rất chậm. Thi thoảng cô phải dừng lại. Lúc Mục Bắc Thừa phát hiện ra điều này, người có địa vị cao như vậy lại đầu hàng ngồi xổm xuống trước mặt cô. Chân bị cọ đến thế này rồi, sao mà em vẫn không nói với anh hả? Thật là ngốc quá thể mà. Giọng điệu của anh đầy trách móc nhưng thực chất còn đau lòng hơn. Giày mới thì cọ vào chân thôi. Em ngốc như thế mà anh còn muốn lấy. Hàng đều bây giờ trả hàng vẫn còn kịp đấy. Kiều Mạn nhìn người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt mình, không cần nói cũng biết anh đẹp đến nhường nào. Có lẽ những chuyện như thế này chắc chắn một người kiêu ngạo như anh chưa từng làm bao giờ. Người đàn ông lấy khăn tay ra rồi xé làm hai mảnh, băng bó kỹ phần bị thương của cô gái nhỏ lại. Mấy giây sau anh ngẩng đầu lên nhìn cô nói: Chảy ra rồi, không thể đi được nữa. Nói dứt lời, người kia đã xoay người lại, đưa lưng về phía cô gái nhỏ rồi nói: Nên đi, anh cõng em. Không cần đâu, để người ta nhìn thấy thì xấu hổ lắm. Đừng để anh phải nói lại lần thứ hai. Anh cõng vợ của mình thì có gì đâu mà xấu hổ. Mau lên đi. Lần này giọng điệu của người đàn ông rất kiên quyết. Kiều Mạn nhìn xung quanh một vòng, có rất nhiều người qua đường, nhưng cuối cùng cô vẫn trèo lên trên tấm lưng rắn chắc của người đàn ông, hai tay ôm lấy cổ anh. Đây là lần đầu tiên cô được người khác cõng. Mục Bắc Thừa ung dung đứng dậy, chậm rãi đi về phía chiếc xe đang đỗ. Kiều Mạn tựa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên trên vai người đàn ông, nhìn bên mặt tuấn mỹ của anh. Đột nhiên cô muốn giờ phút này dừng lại,
hy vọng rằng con đường này sẽ kéo dài vĩnh viễn. Một tiếng sau, Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa lái xe quay về biệt thự Hô Khiếu. Hai cuốn sổ màu đỏ vẫn đang nằm trong tay cô. Cô cảm giác như tất cả mọi chuyện giống như một giấc mơ vậy. Mục Bắc Thừa lấy đi giấy đăng ký kết hôn trong tay cô. Anh sẽ lấy cái này. Kiều Mạn không từ chối yêu cầu của người đàn ông. Đúng lúc cô cũng không muốn giữ. Nhỡ may có người nhìn thấy thì phiền phức lớn. Tạm thời đừng để cho ai biết chuyện chúng ta đã đi lấy giấy chứng nhận kết hôn luôn rồi nhé. Kiều Mạn đang chuẩn bị xuống xe, cô đột nhiên quay đầu lại, nhìn người đàn ông và dặn dò. Đối với lời dặn dò của cô gái nhỏ, Mục Bắc Thừa chỉ nở nụ cười mê người. Kiều Mạn biết anh đã nghe thấy rồi nên cũng không nhắc đi nhắc lại làm gì nữa, quay người xuống xe. Khi cô trở về phòng đã thấy Hàn Tú Viện đang nằm trên giường xem điện thoại. Sau khi mất dấu xe của Mục Bắc Thừa, cô ta quay trở lại biệt thự Hô Khiếu. Có vẻ như chuyện cô ta theo dõi người đàn ông đó đã bị anh phát hiện ra rồi. Kiều Mạn, cô và Bắc Thừa đi đâu thế? Đêm hôm khuya khoắt cô không đi ngủ. Chẳng lẽ cô chờ tôi về để hỏi cái này sao? Kiều Mạn không hề cảm thấy áy náy với người phụ nữ này chút nào. Dù sao thì bây giờ cô cũng đã là vợ chính thức của Mục Bắc Thừa rồi. Kiều Mạn vừa đặt túi xuống thì điện thoại của cô đã thông báo có tin nhắn WeChat mới. Cô lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, là tin nhắn của Mục Bắc Thừa gửi cho cô. Đến Hồ Sen. Vừa mới tạm biệt nhau thôi mà, sao còn gọi cô đến suối nước nóng tư nhân làm gì chứ? Kiều Mạn, tối rồi mà ai còn gửi tin nhắn cho cô thế? Không biết Hàn Tú Viện đã đứng phía sau cô từ lúc nào. Cô cất điện thoại đi theo bản năng, quay người nhìn Hàn Tú Viện. Sao đột nhiên cô Hàn lại quan tâm đến tôi thế? Đương nhiên là Hàn Tú Viện biết là đã gửi tin nhắn cho Kiều Mạn. Cô ta tiến lên một bước, giọng điệu mang theo cảnh cáo. Cô làm việc gì thì tốt nhất nên dùng cái đầu mà nghĩ cho kỹ. Nếu không thì tôi sẽ khiến cho cô mất hết danh dự đấy. Nói dứt lời, Hàn Tú Viện lập tức quay người lại. Tiếng cười nhạo đầy giễu cợt của Kiều Mạn lại vang lên từ phía sau. Trước khi muốn hủy hoại thanh danh của tôi thì nhớ phải trở thành người nhạo mục rồi nói sau đi. Kiều Mạn không muốn đối đầu trực tiếp với Hàn Tú Viện, nhưng có vẻ như luôn có người chỉ thích bới lông tìm vết. Cô cũng chỉ có thể hầu hạ đến cùng thôi. Trước đây thân phận của cô danh bất chính ngôn bất thuận, nhưng bây giờ thì khác rồi. Cô đã đăng ký kết hôn cùng với Mục Bắc Thừa. Tất nhiên lúc đối mặt với Hàn Tú Viện, cô sẽ có loại cảm giác tự tin, không có gì phải sợ hết. Ôi, Kiều Mạn à, cô càng ngày càng không biết xấu hổ là gì nhở. Được thôi, cứ chờ đi. Tôi sẽ hoàn toàn dẫm nát cô dưới lòng bàn chân. Bỏ lại mấy lời này, Hàn Tú Viện rời khỏi phòng. Kiều Mạn nhìn Hàn Tú Viện đóng cửa cái sầm rồi rời đi. Cô uống thuốc hạ sốt rồi ra khỏi phòng, đi gặp Mục Bắc Thừa. Hơn 9 giờ, ánh đèn đuốc trong biệt thự Hô Khiếu sáng trưng. Trong khu vực suối nước nóng tư nhân sang trọng quý phái, một người đàn ông ngâm mình trong suối nước nóng, dáng người hoàn hảo không chỗ chê. Anh uống rượu gạo, từng cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý. Trong hơi sương mờ ảo, dáng vẻ người đàn ông lại càng khiến người ta mê đắm. Khoảnh khắc Kiều Mạn nhìn thấy người đàn ông, ánh mắt cô như đang thưởng thức cảnh đẹp. Nhưng rất nhanh sau đó, cô áp chế cảm xúc. Vừa mới tách khỏi anh chưa được bao lâu, sao lại tới tìm em làm cái gì? Nghe vậy, Mục Bắc Thừa quay đầu nhìn lại. Cô gái nhỏ xuất hiện trong chiếc áo choàng tắm dài màu trắng. Đến muộn 10 phút, Thừa biết là đi hẹn hò với anh còn cố tình hỏi. Có phải em đang muốn chọc tức anh không? Giọng điệu anh có vẻ không vui. Thật ra Kiều Mạn đến muộn mấy phút là vì uống thuốc, nhưng cô cũng không để tâm đến thái độ của người đàn ông. Cô từ từ bước tới, cuối cùng ngồi mép suối nước nóng, đôi chân trắng nõn ngâm trong nước, mở miệng. Em đến muộn cũng là tại anh. Mặc dù bây giờ chúng ta đã là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng ngoài đời sống hiện thực, Hàn Tú Viện mới là vợ sắp cưới của anh. Càng ngày cô ta luôn nhìn em bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Cô liếc nhìn người đàn ông kia một cái, nói bằng giọng giận dỗi. Tất nhiên tâm trạng tốt của Mục Bắc Thừa sẽ không bị ảnh hưởng bởi lời nói của cô gái nhỏ. Anh nhìn cô, đặt ly rượu gạo trên tay xuống. Ăn tươi nuốt sống. Em là người phụ nữ của Mục Bắc Thừa anh, để anh xem ai dám. Thấy dáng vẻ đó của anh, Kiều Mạn đặt tay lên bả vai anh, khẽ nói. Phải mau chóng giải quyết chuyện này mới được. Nếu không thì em sẽ sống trong lo lắng cảnh giác cả ngày đấy. Em sợ à? Anh nhìn cô. Tất nhiên Kiều Mạn biết người đàn ông hỏi vậy là ý gì. Không sợ. Nếu đã gả cho anh rồi,
Em không còn gì phải sợ nữa. Trước đây em làm vậy hoàn toàn là vì thân phận của em không cho phép. Nhưng bây giờ thì khác. Chúng ta đã là vợ chồng, em không sợ gì hết. Lời lẽ sắc bén, rất thẳng thắn. Trên khuôn mặt anh Tuấn của Mục Bắc Thừa thoáng hiện nụ cười. Phòng suối nước nóng tư nhân giống như mùa xuân. Đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao nhìn cô chằm chằm. Bờ môi mỏng khẽ nhếch tạo thành độ cong tuyệt đẹp. Được nghe câu nói thật lòng từ miệng em đúng là khó khăn. Rốt cuộc em có muốn làm vợ của Tổng Giám đốc Mục Thị không? Khi nói những lời này, bàn tay to của anh liên tục vờn bàn tay mềm mại đang đặt trên bả vai mình. Kiều Mạn nhìn dáng vẻ dịu dàng của người đàn ông, khẽ nói: trước đây em không có hứng thú, giờ cũng không có hứng thú. Thật ra đối với cô, tiền tài, địa vị, danh vọng vốn không quan trọng. Kể từ khi mẹ cô đột ngột qua đời, Bạch Lăng và bố cùng phản bội cô. Ông nội Mục để cô gả cho Mục Cảnh Liên. Trong suốt quá trình đó, cô dần hiểu ra một điều: chẳng ai quan tâm đến cảm xúc vui buồn của cô. Người nào cũng vậy, họ muốn cô phải theo con đường mà họ đã vạch sẵn. Lúc trước, trong mắt cô, Mục Bắc Thừa cũng là loại người như vậy. Nhưng sau khi anh đưa ra thời hạn hôn nhân 1 năm, cô mới biết anh thật lòng đối tốt với cô. Nghe cô nói như vậy, đôi mắt hẹp dài của Mục Bắc Thừa như biết cười. Không hứng thú làm vợ của Tổng Giám đốc Mục thì vậy em có hứng thú với cái gì? Kiều Mạn bỗng cúi người, ghé sát khuôn mặt anh Tuấn của người đàn ông. Anh, cô muốn nói với Mục Bắc Thừa, lúc trước cô đã ký hợp đồng hôn nhân với Phạm Hữu Thần, nhưng ngay giây sau, suy nghĩ đó đã bị cô gạt khỏi đầu, bởi vì cô muốn tự giải quyết chuyện này. Ngay khoảnh khắc anh nghe câu nói thốt ra từ miệng cô gái nhỏ, đôi mắt bỗng sáng rực lên. Kiều Mạn hơi ngẩn người, chẳng mấy chốc đã bị người đàn ông đè xuống. Khi cô còn chưa kịp phản ứng, Mục Bắc Thừa đã cười hỏi: đây là lời thật lòng chứ? Anh nói, giọng điệu nghe mê hoặc khiến người ta khó lòng chạy thoát. Kiều Mạn nhìn anh lại muốn trêu đùa cô ư? Cô rút bàn tay đang bị anh nắm chặt. Anh cho rằng em có trái tim không? Cô không trả lời mà hỏi ngược lại anh. Cô muốn xem thử anh sẽ trả lời câu hỏi của cô như thế nào. Dứt lời, Kiều Mạn xoay người đứng dậy. Mục Bắc Thừa cười rất thản nhiên. Sau đó, anh đứng dậy từ suối nước nóng, đi tới trước mặt cô gái nhỏ. Anh kéo cô vào lòng, giọng nói trầm thấp vang lên: anh chỉ biết giờ em chính là trái tim của anh. Mấy lời này vừa thốt ra khỏi miệng anh, Kiều Mạn lập tức trừng mắt nhìn với điều bộ không thể tin nổi. Thực sự không thể tin nổi, đường đường là Tổng Giám đốc Tập đoàn Mục Thị, một Mục Bắc Thừa lạnh lùng tàn khốc vô tình có tiếng, nay lại nói ra những lời xến xúa buồn nôn như vậy. Câu nói khiến cô mặt đỏ tai hồng. Cô muốn đẩy người đàn ông ra. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, em cần về nghỉ ngơi. Đối diện với cô gái nhỏ phải quay về nghỉ ngơi, Mục Bắc Thừa không những không đồng ý mà đẩy cô vào vách tường. Không phải đã nói đêm nay em là người chủ động sao? Thua quỵt nợ không phải phong cách mà người phụ nữ của Mục Bắc Thừa anh chơi chứ? Dứt lời, anh cúi đầu hôn cô gái nhỏ. Người đàn ông không cho cô cơ hội phản kháng, thẳng thắn đưa cô tới cảm giác hân hoan. Trong khu suối nước nóng, hơi thở ái muội đan xen với làn sương mù. Cơ thể Kiều Mạn mềm nhũn, dựa vào người đàn ông như bị rút cạn sức lực. Thật không ngờ hai người vừa ân ái, một người trốn trong góc đã chụp được toàn bộ cảnh tượng này. Hàn Tú Việt núp mình ở nơi tối tăm, nhìn hai người họ làm xong chuyện rồi rời đi, bây giờ mới đi khỏi góc tối. Một khi đoạn video này được tung ra, Kiều Mạn sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, thậm chí là không còn chỗ dung thân ở đây. Cảnh tượng vừa nãy khiến lòng đố kỵ của Hàn Tú Viện lên tận mây xanh. Mục Bắc Thừa, anh cứ chờ coi. Vợ của Tổng Giám đốc Mục Thị chỉ có thể là Hàn Tú Viện này mà thôi. Khi cô ta chuẩn bị rời khỏi khu vực tư nhân của suối nước nóng, vừa ra khỏi nơi đã bị một bàn tay to từ sau xuất hiện bịt miệng lại. Người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lúc nói những lời này cũng là lúc người đàn ông buông tay xuống. Hàn Tú Viện xoay người lại theo phản xạ, chỉ thấy có hai người đàn ông xuất hiện trước mặt cô ta. Sao các người lại tới đây nữa? Cô ta vẫn chưa hoàn hồn, nhìn hai người đàn ông tà ác. Bọn họ mặc đồ đen từ đầu tới chân, đội mũ lưỡi chai, miệng bịt khẩu trang. Nhưng dường như cô ta khá quen thuộc với giọng nói cũng như đôi mắt của họ. Hai người đàn ông, một người đứng bên trái, một người đứng bên phải, cùng đi về phía cô ta. Giờ cả cái nước này đang truy nã hai anh em chúng tôi. Chúng tôi không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Chúng tôi cần ra nước ngoài tránh nạn.
Mau cho chúng tôi 500 vạn đi. 500 vạn. Nghe đến đây, Hàn Tú Viện nổi trận lôi đình. Các người đừng có được voi đòi tiền. Chẳng phải trước đó tôi đã đưa tiền cho các người rồi sao? Các người đòi tiền tôi hết lần này tới lần khác. Tưởng tôi là máy in tiền chắc? Có chết cô ta cũng không ngờ mình lại rơi vào tình cảnh bị hai tên khốn nạn này dắt mũi. Cô ta đã đưa cho cả hai một khoản tiền, còn lâu cô ta mới cho thêm. Đừng tưởng muốn giày vò cô ta thế nào cũng được. Nhưng dường như hai người đàn ông đã đoán trước Hàn Tú Viện sẽ phản ứng như vậy. Có điều họ còn lâu mới để chuyến đi này uổng phí. Người anh cả tiến tới gần Hàn Tú Viện, duỗi tay bóp hàm cô ta, thấp giọng nói: cô cần phải bỏ ra số tiền đó. Nếu như cô không đưa, tôi và em trai sẽ đi đầu thú, để xem cô làm thế nào. Đúng vậy, đến lúc đó tôi và anh trai sẽ nói người chủ mưu là cô. Hơn nữa tôi cảm thấy thái độ của cô không hòa nhã lắm, nên chúng tôi muốn 1.000 vạn. Tức khắc hai anh em tăng số tiền lên gấp đôi, miệng thì liên tục thốt lên mấy lời đe dọa. Hàn Tú Viện không thích bị dắt mũi, và cô ta càng không chấp nhận được chuyện bị hai tên khốn nạn này uy hiếp. Lại nói dù thế nào cô ta cũng là người có đầu óc kinh doanh, không phải loại con gái nhà lành. Cô ta sẽ không tin những gì hai tên cặn bã này vừa nói. Ngẫm nghĩ một lát, Hàn Tú Viện nheo mắt nhìn hai người họ. Hai người cho rằng dùng cách này là có thể ép tôi phục tùng hai người? Vậy thử nói xem, các người có chứng cứ gì để chứng minh tôi là chủ mưu? Người bị bắt nạt là Kiều Mạn. Nếu cả hai tự đi đầu thú, hai người nghĩ Mục Bắc Thừa sẽ làm gì hai người? Câu nói của cô ta mang tính uy hiếp cực cao. Tức khắc hai người kia rơi vào thế bí. Dù đang đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể nhìn ra sắc mặt họ không được tốt lắm. Không sai, người phụ nữ bọn họ bắt nạt là Kiều Mạn. Nếu để Mục Bắc Thừa biết chắc chắn sẽ không bỏ qua cho họ dễ dàng. Chưa kể đúng là trên tay bọn họ không hề có chứng cứ thuyết phục rằng Hàn Tú Viện chủ mưu, cho nên bọn họ đấu không lại nổi Hàn Tú Viện. Hàn Tú Viện không thèm để ý tới bọn họ, mạnh mẽ đẩy cả hai rồi rời đi. Hai anh em liếc nhìn nhau. Người em trai tức tối tháo mũ vứt xuống đất. Mẹ nó chứ, anh cả, chúng ta bị con đàn bà thối kia trôi rồi. Rồi phải làm sao đây? Cô ta không chịu đưa tiền, chúng ta không thể chạy trốn được. Trong đôi mắt người đàn ông được gọi là anh cả thoáng lên sự u ám. Người dám chơi chúng ta vẫn còn chưa được sinh ra đâu. Bà mẹ nó, anh không tin không trị được một con đàn bà thối này. Nói xong mấy lời này, người đàn ông xài bước đuổi theo Hàn Tú Viện. Khi Hàn Tú Viện còn chưa kịp phản ứng, cô ta đã bị kéo vào giữa lùm cây. Hàn Tú Viện bị người đàn ông bịt miệng. Sau đó người đàn ông đè cô ta xuống bãi cỏ, nói bằng chất giọng khàn khàn: tính chuyện láo với ông đây ư? Được thôi, vậy chúng ta làm luôn ở chỗ này, dù sao cũng phải chết. Trước khi chết được chơi một người đẹp như Hàn Tú Viện đây cũng đáng. Lúc nói những lời này, người đàn ông tháo khẩu trang và mũ xuống. Nhìn dáng người nóng bỏng của Hàn Tú Viện, yết hầu anh ta năn lộn. Tức khắc đầu óc Hàn Tú Viện rỗng tuếch. Một cô chủ cành vàng lá ngọc như cô ta nào đã gặp qua mấy chuyện thế này. Trong quá trình phản kháng, cô ta cắn vào cánh tay người đàn ông, mà hành động này lại càng khiến đối phương tức giận. Mẹ, con khốn này, mày dám cắn ông à? Xem ra cô chán sống thật rồi. Bốp, Hàn Tú Viện ăn cái bạt tai. Cứu, cứu với. Mặt Hàn Tú Viện bị người đàn ông đánh đến sưng phù. Cô ta cảm giác đầu choáng mắt hoa. Người đàn ông bắt đầu cười thắt lưng. Con khốn này, mày dám chơi ông? Không trả tiền ư? Được thôi, ông đây sẽ cho mày biết kết cục của việc không trả tiền. Sau giọng nói hùng hổ đó là tiếng quần áo phụ nữ bị xé rách. Bấy giờ Hàn Tú Viện mới ý thức được đối phương đã bị cô ta ép vào đường cùng. Cô ta sợ hãi, ra sức nắm chặt quần áo trên người mình, quyết không buông. Tôi sẽ đưa tiền cho anh, cầu xin anh buông tha tôi. Tôi sẽ chuyển 1.000 vạn cho anh ngay, cầu xin anh thả tôi ra. Nghe vậy, người đàn ông bỗng dừng động tác. Em trai cuống quýt tiến lên. Anh, con đàn bà này đã nói sẽ cho chúng ta 1.000 vạn rồi, chúng ta mau lấy tiền rồi đi nhanh thôi. Nếu vừa rồi Hàn Tú Viện đồng ý ngay, có lẽ người đàn ông sẽ không nảy sinh ý đồ xấu xa. Nhưng bây giờ muộn rồi. Khuôn mặt xinh đẹp và dáng người nóng bỏng của cô ta đã khiến dục vọng trong anh ta dâng trào. Có điều anh ta vẫn rút điện thoại di động ra, nói với Hàn Tú Viện: chuyển đi, nếu dám chơi mất dạy, tôi sẽ khiến cô chết ngay tại đây. Hàn Tú Viện sợ cực kỳ. Nghe người đàn ông nói vậy, cô ta cũng không hề nghi ngờ. Bây giờ cô ta chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, không thể để tên khốn nạn này cướp đi sự trong trắng của cô ta.
Nỗi sợ hãi trong lòng khiến cô ta mất lý trí, vội rút điện thoại, nhanh chóng chuyển 1.000 vạn tới tài khoản đối phương. Tay Hàn Tú Viện run rẩy, sau đó nói với người đàn ông: "Đã chuyển rồi, có thể thả tôi đi chưa?" Chẳng mấy chốc, người đàn ông nhận được tin báo từ ngân hàng. Quả nhiên, số dư tăng lên 1.000 vạn. Người em trai ghé sát vào nhìn. Sau khi đếm mấy số không, anh ta kích động hô: "Anh cả, chúng ta mau đi nhanh thôi, lỡ có người phát hiện thì phiền lắm." Người đàn ông do dự một lát, sau đó hất tay tên em trai ra, nói: "Vội cái gì? Nếu như không phải tại người phụ nữ này, thì hai anh em chúng ta có chật vật như vậy không? Dù có nói gì đi chăng nữa, chúng ta vẫn là người thiệt. Chưa kể một người đẹp cành vàng lá ngọc ở ngay trước mắt, em không muốn nếm thử vị của cô ta sao? Có tiền cũng khó được diễm phúc này lắm." Vừa nghe tới đây, khuôn mặt nhỏ của Hàn Tú Viện trắng bệch, nói bằng giọng điệu run rẩy: "Anh, sao anh có thể đặt lọng như vậy? Tôi đã đưa tiền cho các người rồi, không phải mấy người hứa sẽ thả tôi ư? Đám tụi bay không phải người." Cô ta gào đến khàn cả giọng. Người đàn ông lập tức bịt miệng Hàn Tú Viện: "Mắng hay lắm. Bọn tôi có phải người hay không không quan trọng. Đợi hai anh em chúng tôi chơi cô rồi, cô sẽ biết chúng tôi là đàn ông. Em đè cô ta xuống cho anh. Anh chơi xong sẽ tới lượt em." Người em trai nghe đến đây mặc dù vẫn hơi sợ, nhưng khi nhìn thấy dáng người xinh đẹp của Hàn Tú Viện, anh ta lập tức gạt bỏ nỗi sợ sang một bên. "Không cần nhìn, mau đè cô ta xuống cho anh." Tức khắc, miệng Hàn Tú Viện bị quần áo lấp kín miệng, hai chân đá lung tung. Người đàn ông vô cùng đắc ý nói với cô ta: "Cứ cố gắng dãy giụa đi, đợi lát nữa cô không còn sức dãy nổi nữa đâu." Dứt lời, anh ta không chờ nổi nữa, bắt đầu hành động. Hàn Tú Viện trơ mắt nhìn khuôn mặt chán ghét của người đàn ông đang cách cô ta càng ngày càng gần. Tay chân bị người ta giữ, vốn không thể động đậy, nước mắt lan dài. Bây giờ cô ta hối hận muốn chết. Tại sao ông trời lại đối xử với cô ta như vậy? Cô ta lắc đầu nguầy nguậy. Sự trong trắng của cô ta bị hai tên khốn nạn này cướp mất. Không được, dù có chết cô ta cũng không thể để như vậy. Ngay giây phút đó, khi ý tưởng tìm đến cái chết chợt lóe trong đầu cô ta, tiếng xe cảnh sát bỗng truyền tới, sau đó là tiếng người. Điều này khiến hai tên kia vội dừng động tác. "Anh cả, không xong rồi, cảnh sát tới, chúng ta mau chạy đi." Người em kéo tay người anh cùng chạy về một hướng. Người đàn ông cầm quần chạy trốn chết với em trai. Tức khắc, Hàn Tú Viện khóc lớn, cô ta hoàn toàn suy sụp. Một cô chủ cao quý như cô ta lại gặp phải chuyện khốn nạn thế này, đây sẽ là cơn ác mộng ám cô ta suốt đời. Rất nhanh sau đó, một bóng người xuất hiện từ chỗ tối, tắt tiếng còi xe cảnh sát từ điện thoại. Anh ta đút một tay vào túi quần, bước tới trước mặt Hàn Tú Viện. "Người đi rồi, còn khóc cái gì nữa?" Hàn Tú Viện ngẩng đầu nhìn theo bản năng. Khi thấy người vừa xuất hiện, cô ta lập tức ôm chầm đối phương. "Cảnh Liên." Quần áo cô ta xộc xịch, trông khổ sở vô cùng. Sau khi nhận được điện thoại của Doãn Tiêu Tiêu, anh ta không ngủ được nên muốn ra ngoài đi dạo. Ai ngờ lại gặp phải chuyện thế này. Mặc dù Mục Cảnh Liên vẫn còn những nghi ngờ riêng, nhưng anh ta không muốn xen vào việc người khác, nên không dò hỏi người đàn ông vừa bắt nạt Hàn Tú Viện là ai. Nhưng có chết anh ta cũng không ngờ, sau khi cứu Hàn Tú Viện, cô ta lại ôm chầm lấy mình thế này. Nước mắt cô ta không ngừng tuôn rơi, hai tay ôm chặt cổ Mục Cảnh Liên, mà anh ta không thích hành động như vậy, bởi vì anh ta thấy chán ghét Hàn Tú Viện bây giờ. "Đừng khóc, cô mau quay về đi, sau này nhớ cẩn thận một chút. Tôi không dám đảm bảo lần sau có thể cứu cô được nữa đâu." Giờ phút này, Hàn Tú Viện hoảng sợ quá độ, cô ta ôm chặt Mục Cảnh Liên không bỏ. Gặp phải chuyện thế này, dù là cô gái này cũng thấy sợ hãi như vậy thôi. Cô ta ôm chặt người đàn ông, nức nở. "Cảnh Liên, đừng rời khỏi tôi không muốn ở một mình, cậu đừng đi, ở bên tôi được không?" Cô ta không muốn đi, cái ôm này đem lại cho cô ta cảm giác an toàn, cho nên cô ta sinh lòng tham không chịu buông tay. Nhìn người phụ nữ trong lòng nước mắt lưng tròng, Mục Cảnh Liên nhíu mày. Suốt cuộc hành động của anh ta được coi là anh hùng cứu mỹ nhân, hay là tự mua phiền vào người? "Hàn Tú Viện, cô nhìn rõ cho tôi. Tôi không phải là chú hai, tôi là Mục Cảnh Liên. Còn nữa, chính cô tự dây dưa rồi giúp về mấy tên khốn nạn kia. Bọn họ tới tìm cô gây phiền, không ai cứu nổi cô. Mà là lần này cô mạng lớn gặp được tôi, thử hỏi lần sau cô còn may mắn được nữa hay không. Tôi khuyên cô một câu, hại người là hại mình, bớt làm chuyện xấu lại. Mục Cảnh Liên không phải người tốt,
Nhưng anh ta tuyệt đối không phải là loại sẽ dùng mấy chiêu trò bẩn thỉu này. Dứt lời, anh ta giơ tay định gỡ hai cánh tay treo trên cổ mình xuống. Hàn Tú Viện có nằm mơ cũng không ngờ Mục Cảnh Điên ăn chơi chắc táng sẽ dùng mấy lời đó để an ủi cô ta. Mục Cảnh Điên có lòng tốt khuyên bảo cô ta hay chỉ là không muốn cô ta tiếp tục làm tổn thương Kiều Mạn? Tại sao trong mắt ai cũng chỉ có thứ đáng ghét Kiều Mạn kia? Cô ta không cam lòng. Nghĩ đến đây, Hàn Tú Viện rưng rưng nước mắt, nhón chân chủ động hôn môi người đàn ông. Mục Cảnh Điên bất ngờ bị Hàn Tú Viện hôn, bỗng trừng mắt nhìn, đầu óc trống rỗng. Mãi một lúc lâu sau, anh ta mới phản ứng lại. Liệu có phải người phụ nữ này bị dọa tới nỗi mất trí rồi không? Anh ta muốn đẩy tay người phụ nữ ra, nhưng nụ hôn của cô ta lại càng nhiệt tình hơn. Điều này khiến anh ta cứng người. Dù nói thế nào, Hàn Tú Viện cũng là cô chủ của gia đình danh giá hàng đầu, dù ở phương diện nào cũng vậy. Có thể xếp cô ta là cực phẩm trong số các phụ nữ cực phẩm. Còn anh ta chỉ là một người đàn ông bình thường. Dưới tình huống như thế này, sao anh ta không động lòng cho được? Hàn Tú Viện, chắc là cô cũng biết tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Anh ta siết chặt vai người phụ nữ, ánh mắt trông có chút khác thường, lên tiếng nhắc nhở Hàn Tú Viện. Chỉ cần cậu không bỏ tôi lại một mình, tôi không cần cậu chịu trách nhiệm. Hàn Tú Viện nói bằng giọng dịu dàng, sau đó lại tiếp tục hôn anh ta một cách điên cuồng. Chỉ sợ dù có là một tảng băng cũng không thể cưỡng lại trước sự nhiệt tình của Hàn Tú Viện. Tức khắc, Mục Cảnh Liên bế bỏng cô ta lên đi về một hướng. 2 tiếng đồng hồ sau, Hàn Tú Viện nằm sụi lơ trên chiếc giường lớn như vũng bùn lầy. Có nằm mơ, Mục Cảnh Điên cũng không ngờ anh ta chính là người đàn ông đầu tiên của Hàn Tú Viện. Không thể tin được, giáo dục của một gia tộc danh giá khiến người phụ nữ giữ thân như ngọc chưa từng phát sinh quan hệ với đàn ông. Cho nên, khi biết đây là lần đầu tiên của Hàn Tú Viện, anh ta hành xử nhẹ nhàng hết mực, muốn để lại dư vị bất tận trong mọi khoảnh khắc của lần đầu tiên. Nhìn Hàn Tú Viện khoác tấm chăn mỏng trên người, anh ta nhích môi nói: "Dậy tắm rửa sạch sẽ rồi hẵng ngủ." Giọng nói Hàn Tú Viện mềm như bông, không muốn cử động. Mục Cảnh Điên nhìn sang hướng khác, bật lửa châm điếu thuốc lá, phả khói vào không trung. "Cô hối hận." Nghe vậy, đôi mắt Hàn Tú Viện thoáng qua cảm xúc khác thường. Cô ta ngạc nhiên khi bị Mục Cảnh Điên nhìn thấu suy nghĩ bên trong mình. Cô ta giữ gìn trinh tiết hơn 20 năm, cuối cùng lại trao cho Mục Cảnh Điên trong giây phút mơ màng. Sao cô ta không hối hận cho được? Từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn cố gắng biến bản thân trở thành người ưu tú, chỉ với một mục đích là cô ta muốn xứng đôi với Mục Bắc Thừa. Mặc dù cô ta chưa từng gặp mặt Mục Bắc Thừa, nhưng bắt đầu từ năm 7 tuổi, hàng năm cô ta sẽ nhận được ảnh chụp của Mục Bắc Thừa. Các phóng viên giải trí bên ngoài không được phép chụp ảnh Mục Bắc Thừa, cho nên hàng năm bác Mục sẽ lén chụp trộm rồi gửi cho cô ta mấy bức ảnh của Mục Bắc Thừa. Cho nên trong cảm nhận của cô ta, người chồng sắp cưới đó là động lực để cô ta nỗ lực không ngừng trong suốt thời gian qua. Cô ta chưa bao giờ qua đêm bên ngoài, dù là tham gia tiệc của bạn bè, cô ta vẫn sẽ tuân thủ quy tắc về nhà trước 10 giờ. Cô ta vẫn luôn duy trì thói quen ấy tới tận bây giờ, chưa từng thay đổi. Vì để bản thân trở nên ưu tú, tinh thông mọi thứ từ cầm kỳ thi họa và một chút thành tích, cô ta không ngừng cải thiện bản thân, chỉ với một mục đích duy nhất là được gả cho Mục Bắc Thừa. Nhưng hiện tại thì sao? Giấc mộng đẹp của cô ta đã tan thành mây khói. Cô ta kiên trì, nỗ lực suốt từng ấy năm, cuối cùng lại trao lần đầu cho Mục Cảnh Liên. Thử hỏi sao cô ta không hối hận? Không thể không phủ nhận, Mục Cảnh Liên rất nhẹ nhàng với cô ta, biến một cô gái như cô ta thành một người phụ nữ, cho cô ta trải nghiệm thứ cảm giác hân hoan mà cô ta chưa từng có. Nó đem đến cho cô ta một cảm xúc hoàn toàn khác. Hóa ra, cảm giác khi người phụ nữ được đàn ông yêu thương thân mật lại tuyệt diệu như vậy. Cô ta gạt bỏ dòng suy nghĩ chạy quanh đầu, khó khăn ngồi dậy, nhìn người đàn ông đứng trước cửa sổ sát đất đang quay lưng về phía cô ta hút thuốc. Giọng nói mềm mại như bông vang lên: "Để tôi đi tắm đi, tôi không còn sức nữa." Nghe vậy, Mục Cảnh Điên xoay người nhìn người phụ nữ đang ngồi trên giường. Điệu bộ của Hàn Tú Viện đã khiến anh ta ngầm hiểu rõ cô ta hối hận khi trao lần đầu cho mình. Điều này khiến anh ta thật sự khó chịu. Trong thế giới của anh ta, không có người phụ nữ nào là anh ta không thể chinh phục. Anh ta dí mẩu thuốc lá vào gạt tàn, thong thả sải bước tới trước mặt người phụ nữ, giơ tay xoa đầu cô ta, nói bằng giọng dịu dàng: "Chỉ một lần này thôi,
Không có lần sau đâu. Dứt lời, Mục Cảnh Niên bế người phụ nữ lên, xoay người đi vào phòng tắm. Rất nhanh sau đó, Hàn Tú Viện bị vứt vào trong bồn. Mục Cảnh Niên bắt đầu mở nước tắm giúp cô ta. Tắm cho tôi xong, cậu về phòng luôn nữa. Hàn Tú Viện hỏi Mục Cảnh Niên. Ừ, Mục Cảnh Niên nói. Hàn Tú Viện bỗng nắm chặt tay anh ta. Đừng bỏ tôi một mình được không? Đêm nay ở lại với tôi đi. Mục Cảnh Niên dừng động tác. Hàn Tú Viện bị làm sao vậy? Tại sao cô ta không giống bình thường chút nào? Đôi môi mỏng của anh ta khẽ nhếch, ánh mắt hiện ý cười như có như không. Hàn Tú Viện, cô đừng nói là cô đã có tình cảm với tôi. Nếu thực sự là vậy, tôi cũng không ngại. Tôi và cô thực hiện liên hôn giữa các gia tộc. Dù sao thì chú hai cũng không cần cô. Không phải Mục Cảnh Niên chỉ thuận miệng nói mấy lời này, mà ngay khoảnh khắc anh ta chơi Hàn Tú Viện, suy nghĩ này đã nảy sinh trong đầu anh ta. Sản nghiệp nhà họ Hàn to lớn, sau này sẽ giúp anh ta trong quá trình tranh đoạt tập đoàn Mục Thị, trở thành hậu thuẫn có lợi nhất. Mấy gia tộc giàu có danh giá, quan trọng nhất là năng lực. Anh ta không theo kịp chú hai ở nhiều khía cạnh, cho nên chỉ cần cưới Hàn Tú Viện, anh ta sẽ như hổ thêm cánh. Nghe xong, sắc mặt Hàn Tú Viện cứng đờ. Gả cho anh ta ư? Cô ta chỉ muốn kết hôn với Mục Bắc Thừa, và đến tận bây giờ suy nghĩ đó vẫn chưa từng thay đổi. Cô ta trao thân cho anh ta là muốn xem thử có phải bản thân cô ta không hề có sức hút hay không. Lòng ham hư vinh và sự bất mãn quấy phá cô ta. Nhưng cô ta không nói rõ với Mục Cảnh Niên rằng mình chỉ đang lợi dụng anh ta. Mặt cô ta đỏ bừng, khẽ nói, cho tôi thêm thời gian. Thật ra Mục Cảnh Niên cũng không quá để ý phản ứng của người phụ nữ. Suy cho cùng, anh ta không có hứng thú gì với Hàn Tú Viện, nên cũng chỉ nói rồi thôi. Cô ta không muốn nói về vấn đề này thêm nữa. Cơn buồn ngủ đánh úp, cô ta chỉ muốn ngủ. Mà Mục Cảnh Niên cũng mệt mỏi, dù sao ngủ ở đâu cũng như nhau. Vì thế anh ta đồng ý yêu cầu của Hàn Tú Viện. Sau khi tắm rửa cho cô ta xong liền quay về phòng. Hàn Tú Viện chủ động rúc vào lòng anh ta, muốn dùng cách thức này để tiến vào giấc mộng nhanh hơn. Cùng lúc đó, Kiều Mạn trở về phòng, thấy Hàn Tú Viện vẫn chưa về, cô không để ý, chỉ khẽ ngáp một cái rồi chui tọt vào chăn ngủ. Trong lúc đang mơ màng, cô bị đánh thức. Kiều Mạn xoay người nhìn lại, thấy Hàn Tú Viện đang thu dọn hành lý. Hành động của cô ta khiến hàng lông mày đẹp của Kiều Mạn nhíu chặt. Vừa mới sáng sớm, Hàn Tú Viện thu dọn hành lý làm gì? Khi cô còn chưa kịp hỏi người phụ nữ kia lại đang muốn bày trò quỷ gì, Hàn Tú Viện đã kéo vali đi. Cô ta thấy Kiều Mạn bị đánh thức, thản nhiên cười nói, hôm nay về nhà, em mau thu dọn đồ đạc nhanh lên, sẽ đang đợi rồi. Kiều Mạn không hiểu chuyện quái gì, căn bản là không ai nói với cô chuyện hôm nay về thành phố. Hàn Tú Viện, sau này chị đừng giở mấy trò xiếc này nữa. Kiều Mạn biết chắc chắn là cô ta cố ý không nói với mình. Lúc nói mấy lời này cũng là lúc cô bước xuống giường, đi vào phòng tắm. Hàn Tú Viện nhìn điệu bộ vội vàng sửa soạn của cô, khóe miệng khẽ nhếch lên để lộ nụ cười thâm hiểm. Kiều Mạn, cứ chờ mà coi, tất cả những thứ mày cướp từ tay tao, tao sẽ đoạt lại từng cái một. Cho dù là Mục Bắc Thừa hay là Mục Cảnh Niên, bọn họ chỉ được phép yêu một mình tao. Hình ảnh tối hôm qua lặng lẽ chạy vào tim cô ta, khuôn mặt bỗng đỏ ửng. Chẳng mấy chốc Kiều Mạn đã rửa mặt thay quần áo xong. Khi cô ra khỏi toilet, lại thấy điều bộ ngượng ngùng của Hàn Tú Viện, không nhịn được bèn mở miệng hỏi. Hàn Tú Viện, chị nghĩ cái gì vậy? Sao mặt đỏ như quả cà chua thế? Hàn Tú Viện dẹp bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu, cuống quýt che giấu sự chột dạ, nói bằng giọng điệu cao ngạo. Thì nghĩ đến khi quay về chị sẽ ngủ chung phòng với Bác Thừa. Em thử nói chị không mặt đỏ tim đập nhanh sao được. Kiều Mạn, em từ bỏ ý định đi. Chỉ có chị là xứng với Mục Bắc Thừa. Em nên biết lượng sức mình. Em có gì để tranh giành với chị? Kiều Mạn cố gắng kiềm chế lửa giận sôi sục trong lòng. Trong mắt cô, Hàn Tú Viện là loại phụ nữ độc ác, hơn nữa còn bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Đối mặt với câu đả kích từ Hàn Tú Viện, Kiều Mạn không tiếp tục chịu đựng. Cô đúc thẳng mặt. Đúng vậy. Nhưng mà tảng băng như A Thừa ấy à? Đừng nói là ngủ chung phòng với anh ấy, ngay cả ngủ chung một cái giường, chị cũng không thể khơi dậy hứng thú của anh ấy đâu. Cô! Hàn Tú Viện tức tối, Kiều Mạn không thèm để ý tới người phụ nữ kia nữa, xoay người đi thu dọn hành lý. Cô có rất nhiều đồ cần thu dọn. Khi Kiều Mạn kéo vali ra khỏi phòng, nhìn thấy Mục Bắc Thừa và Mục Cảnh Điên đứng chờ sẵn ở đó, ánh mắt cô có chút khác thường.
Giờ phút này, người đàn ông đi giày da mặc vest thẳng thớm, toát ra khí chất lạnh lùng cao ngạo bức người, khiến người ta có cảm giác muốn tránh xa. Cô còn chưa kịp nhìn sang hướng khác, anh đã bước tới bên cạnh cô, kéo vali giúp cô. Đi thôi. Dứt lời, người đàn ông thản nhiên bước xuống cầu thang với dáng vẻ cao cao tại thượng. Hình như anh đang bực bội, rõ ràng là chờ lâu nên nóng nảy. Kiều Mạn mím môi, người này bị sao vậy? Chờ người ta có chút thôi cũng nổi giận. Nếu tối hôm qua anh không ức hiếp cô, thì sao cô ngủ dậy muộn kia chứ? Anh không muốn nói chuyện với cô đúng không? Được, vậy cô cũng không thèm để ý tới anh. Nếu được thì cả đời này đừng nói chuyện với cô nữa. Cô tức giận sải bước xuống tầng. Hàn Tú Viện và Mục Cảnh Liên đứng trước xe. Mặc dù hai người từng tiếp xúc thể xác, nhưng khi gặp mặt, Mục Cảnh Liên vẫn hơi ngượng ngùng. Anh ta hối hận về chuyện mình đã làm với Hàn Tú Viện vào tối qua. Mặc dù anh ta từng chơi vô số phụ nữ, nhưng anh ta chưa từng có cảm giác như bây giờ, ngại không dám gặp mặt. Mà trong Hàn Tú Viện lại như chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn cười nói với Mục Cảnh Liên. Cảnh Liên, phiền cậu để hành lý lên xe giúp tôi. Sau khi nói xong những lời này, cô ta xoay người đi lên xe. Mục Cảnh Liên hơi kinh ngạc, cuống quýt đáp lại một câu, nhấc vali bên cạnh Liên, sau đó nhanh chóng đuổi theo Hàn Tú Viện. 3 giờ sau, chiếc xe chậm rãi chạy vào nhà cũ nhỏ Mục. Đám người làm chờ đợi lâu ngày, vài người chạy tới chào hỏi người vừa xuống xe. Cậu Hai, cậu chủ Mục, cô Hàn, cô Kiều. Kiều Mạn không nói gì, giọng điệu của người chào đón cô nghe rất hời hợt và thiếu tôn trọng. Mà Kiều Mạn cũng chẳng để tâm tới những vấn đề nhỏ nhặt này. Với cô, mấy chuyện đó không ảnh hưởng tới tâm trạng. Chỉ có điều, có chết cô cũng không ngờ, khi bọn họ vừa vào tới phòng khách, đã trông thấy cảnh tượng không kịp trở tay. Mục Trấn Hồng ngồi trên sofa với vẻ mặt nghiêm túc, ném phăng tách trà xuống đất. Quả nhiên, trước lúc bọn họ trở về trong nhà đã xảy ra chuyện gì đó. Kiều Mạn quan sát về nơi xa xa, có vài tấm ảnh rơi vương vãi trên mặt đất và cả những mảnh thủy tinh vỡ nát. Chẳng mấy chốc, cô nhìn rõ người xuất hiện trong bức ảnh. Không phải ai khác, đó là Mục Bắc Thừa. Hơn nữa anh đang ôm một người phụ nữ. Thằng Hai, mày bắt đầu làm bậy giống thằng nhóc thối Cảnh Liên từ khi nào hả? Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Mục Trấn Hồng đã giận tím mặt, lên tiếng chất vấn Mục Bắc Thừa. Mục Bắc Thừa liếc mắt một cái, Thư Ký Tử đứng bên cạnh bước lên với khuôn mặt không đổi sắc. Sau đó, mấy người kia cũng lần lượt bước qua những mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất, đi tới bên cạnh Mục Trấn Hồng. Bấy giờ, họ lại càng nhìn rõ những tấm ảnh vương vãi trên đất. Trong bức ảnh, Mục Bắc Thừa đang làm tình với một cô gái. Và điều thú vị hơn là còn có cả video. Cảnh tượng nóng mắt tới nỗi khó tin. Nhưng mà người phụ nữ trong video và ảnh chụp lại bị làm mờ, hoàn toàn không thể nhìn rõ người phụ nữ đó là ai. Khoảnh khắc Kiều Mạn nhìn thấy bức ảnh, hai mắt cô trợn tròn. Người phụ nữ trong bức hình chính là cô. Lúc ấy bọn họ ở khu suối nước nóng tư nhân của biệt thự Hô Khiếu, sao lại có người chụp được? Mục Cảnh Liên nhìn bức ảnh, ánh mắt run rẩy. Không cần nhìn kỹ cũng biết, người phụ nữ làm tình với chú Hai là Kiều Mạn. Bọn họ đã phát triển tới mức này từ khi nào? Đặc biệt là chú Hai lại dám làm chuyện thế này sau lưng anh ta và Hàn Tú Viện. Mục Bắc Thừa thản nhiên liếc qua tấm hình. Thư Ký Từ nhặt mấy tấm ảnh từ dưới đất lên, đưa tận tay Tổng Giám Đốc. Ngay thời khắc này, trên mặt anh không hề có bất kỳ cảm xúc nào. Mấy tấm ảnh này từ đâu mà ra? Có thể nghe ra cơn tức đang cố kìm nén qua giọng nói của anh. Anh giận không phải vì chuyện này bị lộ ra ngoài, mà là có người dám lèn vào biệt thự Hô Khiếu, chụp trộm cơ thể Kiều Mạn. Điều này khiến anh tức điên lên được. Đợi đến lúc anh tìm ra đối phương là ai, nhất định anh sẽ móc mắt kẻ đó. Thằng Hai, sao mày có thể làm ra loại chuyện thế này? Mục Trấn Hồng tức tối đập bàn đứng dậy, mặt mày xanh mét, nói: người phụ nữ không biết xấu hổ trong bức ảnh là ai? Tiếng hét dầm dữ vang lên, toàn bộ người trong phòng khách run rẩy. Đám người làm bị quản gia đuổi ra ngoài, ngay cả quản gia cũng không dám ở lại. Kiều Mạn nhìn về phía Hàn Tú Viện và Mục Cảnh Liên theo bản năng. Chuyện chụp ảnh chắc chắn do một trong hai người họ làm, mục đích rất đơn giản, đó là muốn cô thân bại danh liệt, biết khó mà chủ động rời khỏi Mục Bắc Thừa. Mà lúc này, Mục Bắc Thừa lại khẽ liếc mắt nhìn thoáng qua cô gái nhỏ, sau đó đối diện thẳng thắn với Mục Trấn Hồng. Con là một người đàn ông bình thường, ra ngoài tìm phụ nữ chẳng lẽ không bình thường sao? Bố là người từng trải, đáng ra bố phải rõ chứ. Nghe con trai nói như vậy,
Mục Trấn Hồng tức đến nỗi suýt thì hộc máu. Ông ấy bước tới trước mặt Mục Bắc Thừa, nói với giọng điệu căm tức: "Đừng quên, mày là người đã có vợ sắp cưới. Chẳng lẽ người phụ nữ kia không biết mày có hôn ước? Cô ta công khai quyến rũ mày, đúng là không biết xấu hổ. Loại đàn bà như vậy tránh xa còn chẳng kịp, thế mà mày lại dám bảo vệ người phụ nữ vô liêm sỉ đó ngay trước mặt bố. Tốt nhất mày khai cô ta là ai ngay, nếu không bố sẽ phái người đi tìm. Dù có phải đào 3 thước đất cũng phải tìm cho ra cô ta. Đến lúc đó mày đừng trách tại sao bố chôn sống người phụ nữ đó."